buddham saranam gacchami dhammam saranam gacchami sangham saranam gacchami dutiyam pi buddham saranam gacchami dutiyam pi dhammam saranam gacchami dutiyam pi sangham saranam gacchami tatiyam pi buddham saranam gacchami tatiyam pi dhammam saranam gacchami tatiyam pi sangham saranam gacchami tình không có phân biệt tóc cao
Hiện nay cái chúng sinh đấy, những cái chúng sinh hữu tình làm đối tượng và thực hành cái pháp thiền và chứng đắc cái pháp thiền tâm từ, và mình mong muốn cho người khác được những điều tốt đẹp, thì đấy là tâm từ. Thì nó trái ngược lại với tâm từ có một cái loại tâm, đó là tâm sân. Tâm sân là nó tức tối, tức giận đối với lại hữu tình. Nó có cái tâm là mong muốn cho những cái hữu tình khác phải chịu đau khổ, gặp những cái điều rủi ro bất hạnh, thì đấy là tâm sân. Vậy thì cái người nào có tâm từ mạnh thì tâm sân sẽ yếu. Cái người nào mà có cái tâm sân hận mạnh thì tâm từ sẽ yếu. Cái người nào mà thường xuyên hay khởi lên cái tâm sân thì tâm sân nó sẽ mạnh. Mà cái người nào mà thường xuyên tác ý đến tâm từ thì tâm từ nó sẽ mạnh. Có từ tâm thì sẽ vắng mặt sân, cái sân tâm. Mà có sân tâm thì sẽ vắng mặt từ tâm. Thì vậy cái người nào thực hành được pháp thiền tâm từ, an trú ở trong thiền tâm từ, thì sẽ làm cho cái tâm sân nó vắng mặt hoàn toàn. Vì vậy cho nên có pháp thiền hoặc là thiền tâm từ đều là một pháp môn tu tập sẽ đem lại cái sự lợi ích cho mình, lợi ích cho nhiều chúng hữu tình khác, lợi ích cho nhiều chúng sinh khác. Thiền tâm từ là một trong những cái đề mục, một trong bốn đề mục phạm chú. Phạm ở đây muốn nói là đến các cái vị phạm thiên. Chú là các vị phạm thiên thường an trú trong cái tâm, những cái tâm này, những cái tâm từ bi hỷ xả. Và những cái người nào mà ở thế gian mà thực hành cái pháp từ bi hỷ xả mà chứng đắc được những cái pháp này, thì cái thiện nghiệp đấy sẽ tái sinh về cõi phạm thiên ở trong tương lai. Cho nên được gọi là đây là phạm chú. Từ bi hỷ xả là đối tượng, có đối tượng là các loài hữu tình. Thiền sinh có thể hướng tâm đến một chúng sinh hay vô số chúng sinh, rồi khởi tâm mong muốn những cái điều tốt lành đến với họ, thì đó là từ tâm. Nhưng mà bây giờ mình khởi cái tâm mong muốn những cái điều tốt đẹp cho một cái người nào đấy. Ví dụ như là mình có những cái đứa con, mình phải mong sao những cái đứa con của mình lớn lên nó trở thành những cái người giỏi, những cái người thành tín thành đạt, nó sẽ có một cuộc sống bình an yên ổn tốt đẹp. Đấy là mong những cái điều tốt đẹp đấy. Mình mong cho những cái người thân của mình luôn gặp những cái điều may mắn hạnh phúc, tránh những điều rủi ro tai nạn. Thì cái tác ý mong muốn đấy, đấy là tâm từ. Nên là mình mong muốn cho tất cả mọi người trên cuộc đời này luôn luôn gặp những cái điều tốt đẹp, thì đấy là tâm từ. Nhưng mà đấy có phải là thiền tâm từ không? Đấy là tâm từ nhưng chưa phải là thiền tâm từ. Thiền tâm từ là mình phát triển cái tâm đấy đến một cái mức gọi là một cái mức rất là cao, thì nó sẽ thành thiền tâm từ. Còn cái tâm mà mình mong muốn cho mọi người được tốt đẹp, đấy nó cũng là tâm từ, nhưng cái tâm từ đấy nó yếu ớt. Cái tâm từ đấy nó chỉ khởi lên được một chút là nó lại tan đi. Để những cái tâm khác nó lại sinh khởi, nó nấm áp và nó không duy trì được liên tục. Cái tâm gì mà nó duy trì được liên tục thì nó mới có sức mạnh. Cái sức mạnh đấy thì nó mới có một cái năng lực, và cái năng lực đấy mới được gọi là thiền. Thiền là có thể an trú được ở trên đấy bao lâu mình tùy thích. Nếu mình khởi lên một cái tâm từ mà mình an trú được 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng liên tục không gián đoạn, thì cái lúc đấy là nó trở thành thiền tâm từ. Còn cái lúc mình tác ý tâm từ thì nó chỉ là một cái thiện tâm, nó cũng là một cái từ tâm, nhưng nó chưa phải là thiền. Còn mình phải phát triển nó trở thành một cái thiền tâm từ thì cần phải có sự tu luyện, cần phải có sự tu tập từng bước một, duy trì tâm trên cái trạng thái tâm từ đó liên tục không gián đoạn, thì sẽ chứng đắc an chỉ định sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, nên được gọi là thiền tâm từ. Thiền tâm từ còn được gọi là một trong các cái pháp thiền bảo hộ quan trọng nhất, có công năng bảo vệ cái người tu tập, bảo vệ cái hành giả tu tập, tránh được những nguy hiểm ở bên trong. Thì cái người nào hành thiền tâm từ thì cái tâm từ nó chế ngự được cái sân tâm,
là mình không bao giờ khởi lên cái tâm sân hận, có cái ác ý với người khác. Đấy là một cái mà một cái mà nó bảo vệ mình để tránh được những nguy hiểm ở bên trong mình. Bởi vì có rất là nhiều người có cái tâm sân nó rất là mạnh, và khi nào bình thường thì mình không sao, mình không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó ta sẽ đánh nhau với ai, mình không nghĩ là một ngày nào đó ta có thể giết hại ai, mình không nghĩ là một ngày nào đó mình sẽ làm những cái việc tội lỗi khiến cho mình phải chịu cái sự trừng phạt, như là phải đi tù hay là bị xã hội, bị con người khác người ta trừng phạt nặng. Nhưng mà nó âm ỉ bên trong, nó có một cái tâm rất là độc hại, đó chính là tâm sân hận. Cái tâm sân hận có những người người ta rất là nhạy bén, nên ai mà chọc tức một cái mà lúc đấy mình có thể không còn kìm chế được nữa, là mình sẽ khởi lên cái tâm ác, và mình sẽ có thể dẫn đến những cái hậu quả rất là xấu. Đó là có thể trở thành ẩu đả, có thể đánh nhau, và có thể trở thành mình gây nên những cái tội lỗi lớn. Thì đấy là những cái nguy hiểm, nó luôn tiềm ẩn ở trong, nó tiềm ẩn ở trong con người. Thì cái người nào mà thực hành được thiền tâm từ thì nó chế ngự được cái nguy hiểm này. Và khi mà tâm sân của mình, tâm từ mà được phát triển thì tâm sân nó sẽ yếu đi. Và lúc đấy mình có gặp những cái ngoại cảnh hay là gặp những cái người khác, người ta có xúc phạm hay người ta có đụng chạm đến mình, mình vẫn thản nhiên, tự tại, vô tư, chẳng có cái chuyện như là không có chuyện gì cả. Cái người có tâm từ nó sẽ tự tại như vậy, thì nó không có ai khiêu khích, không có ai khiêu chiến được, không có ai làm cho mình phải khởi lên cái tâm sân hận được. Không, cho nên là đấy là một cái lợi ích, một cái pháp bảo hộ, một cái pháp nó bảo vệ, những thiền tâm từ nó bảo vệ mình tránh được những nguy hiểm ở bên ngoài, nó hóa giải được tâm sân hận của người khác với mình, nên không bị người làm hại. Như bây giờ một cái người mà có cái tâm từ, khi mà mình tiếp xúc với lại người khác thì tự nhiên người ta sẽ cảm nhận được. Người khác người ta tự động người ta cũng muốn khởi cái từ tâm lên, chứ người ta không muốn khởi cái tâm sân. Bởi vì tâm từ nó giống như là một cái dòng nước mát, mà tâm sân thì nó giống như là cái ngọn lửa cháy. Thì bây giờ mà lửa mà gặp nước thì đương nhiên là lửa sẽ hạ nhiệt. Bất cứ một cái gì mà nó đang cháy bỏng, mà nó gặp một cái làn gió mát, nó gặp một cái nguồn suối mát, thì nó sẽ giảm bớt xuống. Thế bây giờ một cái người mà người ta rất là sân hận, nhưng mà người ta mà tiếp xúc với người có từ tâm, tự nhiên cái tâm sân người ta sẽ giảm đi, người ta không khởi lên nữa. Thế hai người mà đang sân mà gặp nhau thì bắt đầu tâm sân nó sẽ bùng cháy, và cả hai người đấy rất là dễ kích động, rất dễ đụng chạm, rất dễ sinh sự, và rất dễ cãi nhau, chửi nhau, đánh nhau. Chứ một người mà sân tâm gặp người từ tâm thì là cái người có sân tâm đấy cũng tự nhiên sẽ thay đổi, và sẽ chế ngự được cái tâm sân của mình do cái năng lực từ tâm của cái người đối diện. Thì vậy cho nên là người có tâm từ hóa giải được cái tâm ác của người khác đối với mình. Ngay cả một số những cái loài thú dữ độc ác, có thể nó sẽ tấn công những cái người nào mà gây nguy hiểm cho nó. Nhưng mà khi mà những cái con thú dữ thì cái tâm sân nó rất là mạnh. Mà khi mà nó mà tấn công một cái đối tượng mà cũng có tâm sân thì nó sẽ tấn công một cách quyết liệt, và nó không có nhân nhượng một chút nào. Nhưng mà khi mà nó mà tấn công một cái người mà có từ tâm thì tự nhiên nó cũng sẽ giảm bớt, tự nhiên cái tâm sân của nó cũng không có mạnh. Cho nên là người có từ tâm đôi khi mình sẽ thường hay gặp những cái chuyện an lành hơn, đó là có ít bị những cái người khác làm hại, ít bị những cái loài hung dữ khác nó làm hại, hay cả những cái nhiều các cái loài quỷ thần vô hình, người ta là quỷ thần vô hình, người ta không có biết mình, nhưng mà những cái loài đấy cũng có những cái loài người ta rất là sân. Nếu như mà người ta gặp những cái người sân thì người ta cũng dễ khởi cái tâm làm hại người đấy, nhưng mà người ta gặp những người từ tâm thì người ta cũng không có khởi lên cái tâm sân. Thì đấy là
tâm từ nó sẽ hóa giải được cả những nguy hiểm ở bên ngoài. Bây giờ mình có một cái việc gì mình cần phải đi đàm phán, cần phải đi ngoại giao, mình cử một cái người mà nóng tính đi thì cái việc đàm phán ngoại giao ấy nó sẽ đi đến đâu? Nó sẽ dẫn đến xung đột. Bây giờ cử một cái người đi sang nước khác để làm sứ giả, đi sứ giả, đi ngoại giao, đàm phán về hòa bình. Và cái người đấy thì trong lòng chán ngập sân, thì bắt đầu người đấy sẽ đến đấy để mà khiêu chiến, khiêu khích và làm cho hai đất nước sẽ đánh nhau. Nhưng mà nếu bây giờ mà cho một cái người có cái tâm từ đi, thì cái người có tâm từ đi thì cái lời nói nó sẽ ôn hòa và nó sẽ làm cho những cái vấn đề đang căng thẳng nó cũng sẽ trở nên, nó sẽ dịu bớt đi. Vì cái người có tâm từ nó thế, người có tâm từ sẽ làm giảm bớt những cái căng thẳng và có thể hóa giải được cả những cái mâu thuẫn. Vì vậy cho nên là cái người mà có, những cái người mà có tâm sân gặp nhau rất là dễ bùng nổ thành chiến tranh. Mà cứ có cái từ tâm mà gặp nhau thì nó sẽ làm cho mọi người trở nên khuynh hướng về cái sự hòa bình cao hơn. Thì đấy là chiến tâm từ sẽ tránh được những nguy hiểm ở bên ngoài. Cho nên nó được gọi là đây là một pháp thiền bảo hộ, bảo vệ cho mình khỏi những nguy hiểm. Cái pháp thiền này nó phù hợp với cả người, với tất cả mọi người sống ở trong cái cuộc sống, ở trong xã hội. Pháp thiền tâm từ sẽ hỗ trợ cho các cái pháp thiền cao hơn để đạt đến giải thoát. Thì khi mà người có cái từ tâm rồi thì nó đè nén được các triền cái, nhất là tâm sân hận nó không khởi lên. Cho nên là khi mà tu tập thì rất dễ đắc định và rất là dễ đắc được các pháp thiền trị và thiền quán. Cho nên là cái người có từ tâm thì tu tập để đi đến giải thoát rất là dễ dàng. Vì vậy thiền sinh thực hành pháp thiền tâm từ sẽ có một cuộc sống tràn ngập an vui và hạnh phúc. Đây là phương pháp thực hành thiền tâm từ. Lợi ích của thực hành thiền tâm từ rất là lớn và cái phương pháp để mà thực hành được nó. Nó cái pháp thiền tâm từ này cũng là một pháp thiền tu đơn giản, không có khó khăn. Lựa chọn một đối tượng thích hợp. Trước tiên người hành thiền là phải lựa chọn. Cái người mà mới hành thiền là phải có cái sự lựa chọn thì mới phát triển được. Thiền tâm với người thiền sinh sơ cơ thì cần hiểu rõ những đối tượng thích hợp và đối tượng không thích hợp. Nếu tập thiền trên những đối tượng không thích hợp thì sẽ gặp khó khăn trong sự đạt thiền, vì vậy thiền sinh phải tránh và phải hướng tâm đến những cái đối tượng thích hợp nhất. Người sơ cơ bắt đầu hành thiền tâm từ là phải chọn đối tượng. Vì đây là mình chọn một cái con người nào đấy mà mình dễ khởi lên tâm từ nhất. Có những cái người mà mình cứ hướng tâm đến một cái mình săn đùng lên, nhưng mà cũng có những cái người mình hướng tâm đến một cái là mình lại khởi lên cái niềm cung kính. Có những cái người mình hướng tâm đến thì mình thấy nó rừng rưng, nó có nhiều cái hạng người khác nhau và mình cần phải chọn một cái người nào phù hợp, thích hợp để mà khởi đầu, khởi sự trong cái pháp hành thiền tâm từ. Tránh những cái đối tượng như sau, những cái đối tượng không thích hợp mình loại ra trước để đừng có hướng tâm đến những cái đối tượng này, vì nó sẽ không thể đắc thiền được. Đó là một người đã chết, có thể là một cái người nào đó mình rất là quý mến, rất là yêu quý, nhưng người đó đã chết rồi thì mình sẽ không thể đắc thiền được với cái người đó, thì mình không cần phải đại tâm từ đến người đã chết nữa. Vì vậy cho nên là cái tình thương của mình ấy mà dành cho người đã chết rồi là một cái tình thương vô vị. Vậy cho nên là nhiều người người ta cứ thương, người ta thấy người chết rồi người ta cứ thăng, người ta cứ thương, thương tiếc, nhất là những người thân của mình mà đã chết đi rồi. Thế mà còn cứ thương mãi. Nhưng mà cái tình thương đấy là cái tình thương lãng phí, không có một cái tác dụng nào hết. Vì vậy cho nên đừng có hướng tâm từ của mình đến người đã chết làm gì, uổng công và vô ích.
tâm cái người đã chết đó tái sinh đi đâu rồi tâm mình không thể tìm thấy được, mình không thể biết được họ đang ở đâu, họ đã biến mất rồi, và mình có hướng tâm đến họ không cảm nhận được, mà tâm mình cũng không bắt được họ, không lấy họ làm đối tượng được, cho nên không thể đắc thiền được. Hãy loại người này ra khỏi tâm từ. Một người khác phái, một người nam hướng đến một người nữ, hay một người nữ mà rải tâm từ đến một người nam, thì nó sẽ sinh ra tham ái, tham ái sẽ phát sinh. Vì vậy cho nên là phải loại đối tượng thứ hai là một người khác phái, nhưng để hướng tâm đến người khác phái. Mình nghĩ là bây giờ hướng tâm đến một người khác phái để cho cái tình thương nó dễ khởi lên. Nhưng mà giữa cái tình thương của tham ái với cái tình thương của từ ái nó khác nhau. Nó rất giống nhau nhưng nó lại rất là khác nhau. Cái tình thương của tham ái thì là mình tham có cái sự chấp thủ ở trong đấy. Cái tình thương của từ ái thì đó là một cái tình thương vô ngã. Cái tình thương không có chấp thủ, không có chấp ngã ở trong đấy. Hai cái tâm, nó hai cái tình cảm ấy, nó cũng là tình cảm ấy, nhưng mà cái tình cảm có chấp thủ nó khác. Nó là cái tâm tiêu cực. Còn cái tình cảm mà từ ái thì nó là tâm tích cực. Và cái người mới sơ cơ mình không phân biệt được hai cái tâm này, mình dễ bị nhầm lẫn. Cho nên là không có đại tâm từ đến người khác phá. Cũng như là trước kia có một cái vị thiền sinh nam đến một cái trường thiền học pháp thiền, thì cái vị thiền sư thế dạy và không kỹ, và vị thiền sinh bảo vị thiền sư dạy thiền sinh là bây giờ con hãy ngồi và hướng tâm đến một người nào con yêu quý nhất rồi đại tâm từ đến họ. Thế là cái người thiền sinh này mới nghĩ là bây giờ mình chỉ có cái cô vợ mình là yêu quý nhất, và cái thiền sinh này cứ ngồi nghĩ đến vợ và lại tâm từ đến cô vợ này, về thì cái vị đó khởi cái tâm như thế là nó sinh ra cái tâm nhớ vợ, và vị đó vừa mới ngồi thiền được một chút đã bỏ trốn khỏi trường thiền và đi về. Vì đấy là cái nó không phải là tâm từ mà nó lại là cái tâm tham ái. Một người khác phái không phải đối tượng để hành tâm từ, nhưng mà sau này mình hành thiện xảo rồi thì mình có thể hành được đến đối tượng này. Một người quá thân, ví dụ một cái người mà quá thân thiết như là cha con anh em ruột thịt mà mình lại tâm từ ở cái lúc đầu tiên, nó cũng sẽ không tốt, bởi vì sự lo lắng cho người thân có thể khởi lên làm cho tâm dao động. Thì lúc đấy mình hướng tâm đến người thân, mà nhất là những người xa nhà. Những người mình sống ở xa nhà thì khi mà mình nhớ đến người thân, nhớ đến cha mẹ anh chị em ruột thịt con cái, là mình hay có cái tâm nhớ. Tự nhiên bây giờ bảo mình lại tâm từ đến người thân một cái, tự nhiên mình nhớ nhà luôn, cha con anh em xa nhau là hay nhớ nhau. Cho nên là lúc đấy cũng nên tránh, không nên lại tâm cái người mới đầu, cũng không nên lại tâm từ đến cái người thân quá thân thiết. Nhưng khi nào đắc thiền rồi thì mình có thể lại được đến người thân, còn lúc mới khởi động tu thì mình tránh. Một người lại quá ghét, nếu mà cái người nào mình quá ghét thì mình mà cái tâm từ nó còn quá yếu, mà bắt mình giải tâm từ đến một cái người quá ghét thì nó lại không làm được. Cái người ghét thì mình chỉ có tức tối bực bội sân với họ, chứ mình không có cái từ tâm với họ được. Cho nên là một người quá ghét cũng không thể khởi lên tâm từ. Nhưng mà khi nào mà tâm từ mạnh rồi thì mình mới có thể hành thiền tâm từ đến người ghét được. Đấy là những cái đối tượng không thích hợp với người sơ cơ hành thiền tâm từ. Còn đây là những đối tượng thích hợp để hành thiền tâm từ. Đó là một người kính trọng. Đầu tiên là mình phải hành thiền đến một người mình kính, quý. Một cái người đấy là mình rất là cung kính và mình rất là quý trọng, thì là cái đối tượng phù hợp nhất đối với người bắt đầu hành thiền tâm từ. Và một người bình thường, không thương, không ghét, người dửng dưng. Rồi tiếp theo mới là một người ghét. Ba cái đối tượng này mình phải tập từ dễ đến khó. Cái người kính trọng thì dễ tập nhất cho nên hành trước. Cái người mà bình thường không yêu không ghét ấy, thì nó ở cái mức vừa vừa thì mình hành sau. Còn cái người ghét là cái người khó nhất thì mình phải để hành sau cùng. Sau khi mà đã hành xong ba cái hạng người này rồi thì lúc đấy có thể mở rộng tâm đến tất cả chúng sinh hữu tình. Mở rộng tâm từ ra với phương hướng. Thiền tâm từ cần được thực hành thường từ bắt đầu từ người kính trọng, người bình thường, người ghét.
và những cái cách tác ý để mà sinh khởi ra được cái tâm từ. Có 4 câu này mà mình sẽ chọn một trong 4 câu đấy. Mình chọn một cái câu nào mà mình cảm thấy nó dễ hiểu nhất, nó dễ nhất đối với mình. Ví dụ bây giờ mình hướng tâm đến một cái người mà mình rất là kính trọng, mà rất là quý, một cái người mình quý mến, một cái người đấy là người cùng phái, một cái người đấy là người rất là quý trọng, người đó là người còn sống. Đó là mình khởi đến tâm là cầu mong cho người hiện diện này thoát khỏi hiểm nguy, hay là câu cầu mong cho người hiện diện này thoát khỏi khổ thân, hay là cầu mong cho người hiện diện này thoát khỏi khổ tâm, hay là cầu mong cho người hiện diện này được an vui hạnh phúc. Trong 4 câu này mình thấy cái câu nào mà mình nó có ý nghĩa nhất, nó có ý nghĩa nhất đối với cái người mà mình giải tâm từ đấy. Ví dụ như là bây giờ mình nghĩ là cái người mà mình đang hướng tâm đến này, họ đang ở trong cái môi trường khá là nguy hiểm. Ví dụ cái người này người ta đang đi trên đường xa, đang đi công tác ở cái vùng biên cương, đang đi chiến tranh hay là đang đi làm một cái nhiệm vụ gì đó, và mình cảm thấy không được an tâm và mình mong muốn cho cái người này thoát khỏi nguy hiểm. Cái cuộc sống của người này sẽ không gặp những cái hiểm nguy gì, thì mình giải tâm từ bằng cái câu là cầu mong cho người hiện diện này thoát khỏi hiểm nguy, cầu mong cho người hiện diện này thoát khỏi hiểm nguy. Thì mình mong muốn cho cái người đó được bình yên, thoát khỏi hiểm nguy. Thì đấy là cái tâm từ của mình hướng về cái người đó. Còn nếu như mình nghĩ là cái người này người ta đang sống rất là yên ổn, chẳng có cái nỗi nguy hiểm nào cả, mình có hướng cái tâm cầu mong cho cái câu này thấy nó không có ý nghĩa, thì lúc đấy mình phải chọn cái câu là cầu mong cho người hiện diện này thoát khỏi khổ thân. Thì mình để ý xem là cái người đấy có những cái bệnh tật trên thân, mình biết là cái người này sức khỏe yếu, thường xuyên là có những cái bệnh tật ốm đau, hay là có những cái nỗi khổ về thân. Thì lúc đấy mình ta nghĩ là cầu mong cho người này thoát khỏi khổ thân, cầu mong cho người hiện này thoát khỏi khổ thân. Nhưng mà nếu như cái người này người ta chẳng bao giờ ốm đau, chẳng bao giờ có cái nỗi khổ gì về thân cả, người ta rất là khỏe mạnh, sức lực cường tráng, mình có giải cái câu này thấy nó vô nghĩa. Thì lúc ấy mình chọn cái câu là cầu mong cho người này thoát khỏi khổ tâm. Khổ tâm là mình thấy cái người này hay phiền não, hay có những cái sầu muộn, hay có những cái bất mãn, hay có những cái nỗi khổ về tinh thần. Thì lúc đấy mình giải cái câu này nó sẽ rất là phù hợp. Nhưng mà trái lại mình thấy là cái người này người ta cũng chẳng có cái nỗi khổ gì về tâm, thấy lúc nào cuộc đời người ta cũng an nhiên, cũng tự tại, cũng an vui, cũng hạnh phúc. Thì lúc đấy phải hướng tâm từ và lại tâm từ đến người đấy bằng một cái câu là cầu mong cho người này được an vui hạnh phúc, cầu mong cho người này được an vui hạnh phúc. Đấy, thì trong 4 câu đấy mình chọn một cái câu nào mình cảm thấy nó rất là hay, nó rất là có ý nghĩa và mình rất là dễ hiểu, thì mình đã tâm từ. Nhưng mà sau đó mình sẽ lần lượt giải hết cả 4 câu. Vậy thì 4 câu này mình cần phải học thuộc lòng, vì 4 câu này mình cần phải thực hành thiền tâm từ để mình tác ý, mình cầu mong những cái điều. 4 điều này đây là 4 điều cầu mong cho người khác được những điều tốt đẹp. Thì cái tâm mà mong muốn cho người khác được những điều tốt đẹp là tâm từ. Tâm từ là cái tâm mong muốn cho người khác được những cái điều tốt đẹp. Thì đơn giản như vậy, bất cứ lúc nào mình khởi cái tâm mong muốn cho người khác được những điều tốt đẹp thì lúc đấy là từ tâm. Có 2 hạng thiền sinh thực hành thiền tâm từ. 1 là người đã đắc tứ thiền hơi thở. 1 là người đã đắc thiền và 2 là người chưa đắc thiền. Cái người đã đắc thiền như là một cái pháp thiền hơi thở chẳng hạn. Thì lúc đấy người đấy chỉ nhập vào tầng thiền đấy cho đến khi mà ánh sáng nó tỏa sáng rực rỡ lên rồi, thì mình hướng tâm đến cái người mà mình cần giải tâm từ đấy. Thì dưới cái ánh sáng của tứ thiền ấy, thì cái khuôn mặt của cái người mà mình hướng đến nó sẽ hiện ra rất là dễ dàng, nó rất là rõ ràng. Mình có thể duy trì cái hình ảnh của cái người đó liên tục. Và mình giải tâm từ thì chỉ trong một thời gian rất là ngắn, mấy phút là nó sẽ đắc thiền tâm từ luôn. Những người đã đắc thiền rồi thì việc hành thiền tâm từ này rất dễ. Người nào đắc tứ thiền hơi thở rồi chuyển sang hành thiền tâm từ này rất đơn giản. Thì đầu tiên là vị đó
mình đặt tâm từ cho mình một chút. Mình muốn hiểu được thế nào là tâm từ thì bây giờ mình đặt tâm từ cho mình, cầu mong cho tôi thoát hiểm nguy, cầu mong cho tôi thoát hiểm nguy. Thì mình để ý cái lúc mình hướng tâm vào trong mình, mình có cái tâm mong muốn cho mình thoát hiểm nguy như thế nào, thì bây giờ mình sẽ mong muốn cho người khác thoát hiểm nguy y như thế vậy. Thương người như thể thương thân. Bây giờ mình muốn thương người như thế nào, bây giờ mình thử thương mình trước. Cho nên là muốn thương người, thứ nhất là phải thương mình. Tại sao phải là tâm từ cho mình trước? Thực ra thì bản thân mình không phải là đối tượng của pháp thiền tâm từ. Bản thân mình không phải đối tượng. Mình giải tâm từ cho mình không đắc thiền. Dù mình có ngồi mình giải tâm từ cho mình suốt quanh năm ngày tháng, nó cũng chẳng phát triển được tiền cái tâm từ nào hết. Nó không phải đối tượng. Nhưng mà bây giờ với cái người sơ cơ thì người ta chưa hiểu được cái trạng, người ta dễ rơi vào cái khái niệm suông. Ví dụ bây giờ mình cầu mong cho cái người này thoát hiểm nguy, nhưng mà cái tâm của mình nó không thật sự là có cái niềm mong muốn đấy, thì nó lại cũng không phát triển được tâm từ. Vì vậy cho nên là đầu tiên là giải tâm từ đến cho mình để lấy cảm hứng thôi, để mình biết được tâm từ là như vậy, mình mong muốn cho mình thoát những cái điều tốt đẹp như thế nào, thì bây giờ hãy mong muốn cho người khác được những điều tốt đẹp như vậy. Thì vậy là đầu tiên giải tâm từ cho mình trước là thế. Nhưng mà chỉ giải tâm từ cho mình một phút để mình hiểu ra cái trạng thái được mong muốn thoát khỏi cái hiểm nguy nó là như vậy. Thì sau đó hãy hướng tâm đến người khác, hãy hướng tâm đến một cái người mà mình tôn trọng cung kính để giải tâm từ. Mình mong muốn những điều tốt lành như thế nào, cũng mong muốn cho người khác được điều tốt lành như vậy. Như Đức Phật dạy, tâm ta đi cùng khắp tất cả mọi phương trời, cũng không tìm thấy được ai thân, không tìm thấy được ai thân hơn tự ngã. Tự ngã với mọi người quá thân ái như vậy, việc ai yêu tự ngã chớ hại tự ngã người. Nên mà kinh pháp cú Đức Phật dạy này, con người ta quá thân ái với mình như vậy, bây giờ mình mong muốn cho điều mình, những cái điều mình thoát hiểm nguy thì nó rất là dễ, nhưng mà để mong muốn cho người khác thì nó không dễ như là mong muốn điều đó cho mình. Thì mình khởi tâm từ cho mình trước, rồi sau đó đại tâm từ cho người khác. Với cái người bắt đầu hành thiền tâm từ phải hướng tâm đến một cái người cảm kính, một cái người nào đó mình kính mến, kính và quý. Và đại tâm từ mình hình dung ra cái khuôn mặt của người đó ở trước mặt, mình thấy rõ khuôn mặt tươi cười và cảm kính của cái người đó. Và bắt đầu mình khởi lên một cái tâm, khởi lên trong tâm chứ không phải là niệm ra thành tiếng nhé. Khởi lên trong tâm, còn mong cho người hiện tiền này thoát hiểm nguy, còn mong cho người hiện tiền này thoát hiểm nguy. Và mình phải duy trì cái hình ảnh của cái người đó, cũng như duy trì cái câu niệm này liên tục như vậy. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, mình ngồi được bao nhiêu, mình phải duy trì cái hình ảnh này bấy nhiêu, mình duy trì cái câu niệm này bấy nhiêu, niệm cho đến khi đắc thiền thì thôi. Với người chưa đắc thiền thì việc thực hành thiền sẽ khó hơn, vì nó cũng phải tập trung cố gắng hình dung ra khuôn mặt của người cùng phái và kính trọng nhất và các ý, cầu mong cho người này được thoát hiểm nguy. Thiền sinh phải cảm nhận được cái sự được cái trạng thái, tức là mình phải cảm nhận ra được một cái trạng thái như thể người đó vừa mới thoát ra khỏi một cái sự nguy hiểm nào đấy. Trong cái lúc mình khởi lên cái tâm như vậy, mình phải thể nhập lại với cái ý nghĩa của cái câu đấy. Cái tâm nó phải thể nhập được với ý nghĩa của cái câu mà cầu mong cho người này thoát hiểm nguy. Thế như là bây giờ mình thấy ai đó vừa mới thoát ra khỏi một cái ngôi nhà cháy, thì đấy là người ta đang thoát khỏi hiểm nguy. Thì bây giờ mình phải cảm nhận thấy như vậy, phải cảm nhận thấy như là một cái người vừa mới thoát ra khỏi một cái sự nguy hiểm nào đấy. Và khi mà mình nhìn thấy một cái người vừa mới thoát được khỏi cái nguy hiểm thì mình rất là mừng rỡ. Ví dụ bây giờ mình mà có một cái người thân nào đấy, một cái người mình rất là quý, người ta đang gặp nguy hiểm, sau đó mình chứng kiến người ta vượt qua sự nguy hiểm, giống như trong những cái phim hành động thấy những cái người khác người ta đang gặp nguy hiểm, thế mà rồi là đến những cái mức mà mình thấy nó rất là hồi hộp. Và khi nào mình thấy người đó đã thoát ra khỏi nguy hiểm thì mình sẽ cảm thấy nó rất là an vui.
nó rất là an vui, nó rất là an lạc, nó rất là hoan hỷ. Vậy thì cái thiện tâm từ cũng vậy. Khi cái tâm từ nó khởi lên thì nó có cái niềm rất là hoan hỷ, rất là an lạc nó khởi lên theo. Cho nên cái tâm từ nó rất là mát, nó rất là dịu, nó rất là an, nó rất là dễ chịu. Đấy là vì mình thấy được người khác vừa mới thoát ra khỏi sự nguy hiểm. Thì đấy là cái cách tài tâm từ như vậy. Cầu mong cho người này thoát khỏi hiểm nguy, cầu mong cho người này thoát khỏi hiểm nguy. Và mình thỏa mãn khi mà thấy người đó như thể vừa mới thoát ra khỏi sự hiểm nguy. Và cái tâm đấy cứ được duy trì liên tục, được lặp đi lặp lại liên tục. Cái tâm đấy nó khởi lên liên tục, nó duy trì, nó không bị gián đoạn, thì mình sẽ đắc thiền. Thế nào là đắc thiền? Khi nào thiền sinh duy trì tự tướng trên cái hình ảnh đối tượng đó? Phải có khi bắt đầu mà hành thiền, khi mà nó có định mạnh, nó sẽ phát sinh ra tự tướng. Thì dưới cái ánh sáng rực rỡ, cái hình ảnh của cái người đó hiện ra rất là rõ ràng và duy trì liên tục 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ cùng với tâm từ sinh khởi liên tục. Không bị gián đoạn thì thiền sinh sẽ đạt được an chỉ định. Lúc này thiền sinh có thể kiểm tra các thiền sĩ tầm hướng và đặt tâm vào đối tượng. Đối tượng lúc đấy là người khả kính. Tứ là duy trì và bám sát đến đối tượng. Thì là thích thú với đối tượng, lạc là thỏa mãn với đối tượng, định là định tâm nặng nề trên đối tượng. Cái lúc này đối tượng ở đây là một chúng hữu tình, một cái người nào đó trước mặt mình, thì đấy là đối tượng thiền của mình. Khi hành thiền thuần thục với sơ thiền rồi thì vị đó sẽ loại bỏ tầm tứ để lên nhị thiền. Khi thuần thục với nhị thiền thì loại bỏ hỷ lên tam thiền. Khi mà tam thiền thuần thục rồi thì loại bỏ, thì nó chỉ đến đạt đến tam thiền thôi. Thiền tâm từ nó không có tứ thiền, nó không có tứ thiền như thiền hơi thở. Người thực hành thiền hơi thở thì đạt đến tứ thiền, tứ thiền tâm từ thì đạt đến tam thiền cao nhất, nó gọi là thuần nhất hướng đẳng. Tháp thiền là tháp thuần nhất hướng đẳng, chú ở trong tam thiền chỉ có sự an lạc thôi. Ngày xưa có một cái vị thiền sinh, vì đó hành thiền tâm từ cũng hướng đến một cái vị thầy khả kính và hành thiền tâm từ cho đến khi vị đó đắc được thiền. Và vị đó hàng ngày vẫn nhập vào cái tầng thiền tâm từ đấy và duy trì tâm ở trên thiền tâm từ đấy rất là tốt. Thế rồi một hôm vị đó lại nhập thiền tâm từ thì tự nhiên nó không đắc thiền. Nếu cứ nhập vào xong nó lại mất, nhập vào thì nó lại không đắc thiền. Vị đó mới đi tìm đến một cái vị thầy khác và hỏi là: thưa thầy, hàng ngày con vẫn hành thiền tâm từ, và tại sao mấy ngày hôm nay con không thể nhập được vào nó, không thể nào đắc được thiền tâm từ, không hiểu có chuyện gì? Thì cái vị thầy đấy là một cái người cũng có kinh nghiệm về tu tập. Vì nó bảo là: bây giờ con hãy đi tìm đối tượng, đi tìm cái đối tượng mà con đạt tâm từ đấy. Thì cái vị thiền sinh này đi tìm cái đối tượng đấy, thì vị thiền sinh này đạt tâm từ đến một cái người thầy của mình, và cái người thầy đấy ở một cái vùng xa. Và khi mà vị này tìm về thì cái vị thầy đó chết rồi. Thì cái người đó mà chết rồi, một cái là nó mất thiền rồi. Mình đại tâm từ đến một cái người nào đấy, thế mà cái người đấy chết rồi, một cái là tự nhiên mình không đắc thiền được nữa. Và cái vị đó phải hướng tâm đến một người khác, hướng tâm đến một đối tượng khác để giải thiền thì nó mới đắc thiền. Đấy là thiền tâm từ, nó có một cái đặc biệt như vậy. Còn là lúc nào mình mất đối tượng là mất thiền, nên mình phải thay bằng đối tượng khác. Cái người thực hành thiền hơi thở vậy, cứ bao giờ mình còn hơi thở thì nó sẽ còn thiền, và mình mất hơi thở nó sẽ mất thiền. Khi nào mình mất hơi thở, ví dụ như là cái người đấy chết một cái mình sinh lên cõi phạm thiên, thì ở trên đấy người ta không dùng hơi thở, thì lúc đấy nó mất thiền và nó chuyển sang đề mục khác. Còn mình còn hơi thở thì nó còn thiền. Đã thực hành xong câu thứ nhất là cầu mong cho người hiện thiền này thoát khỏi hiểm nguy vào tam thiền rồi, thiền sinh lại tiếp tục thực hành câu thứ hai, câu thứ ba, câu thứ tư, lần lượt vào đến tam thiền. Đó là tiếp tục cầu mong cho người hiện thiền này thoát khỏi khổ thân, rồi lại cầu mong cho người hiện thiền này thoát khỏi khổ tâm, và cầu mong cho người hiện thiền này được an vui hạnh phúc. Cứ lần lượt như vậy, câu nào cũng phải tập hết.
thực hành xong với người đáng kính thứ nhất rồi đến với người đáng kính thứ hai, thứ ba, thứ bốn, đến người thứ mười, càng nhiều càng tốt. Xem có bao nhiêu người mà mình kính trọng, mình đại tâm từ cho họ hết đi. Xong rồi bắt đầu mới đại tâm đến một cái người thường, không thương, không ghét. Người thường thì mình hướng tâm đến một cái người nào đấy mà mình dừng dưng thôi, mình không có thân mà mình cũng chẳng có hiềm thù gì với người đấy. Cũng đại tâm từ theo bốn cách như vậy. Thì cái người thường này cũng dễ đấy, cũng dễ đắc thiện, không khó khăn. Cái người mà mình kính trọng thì rất dễ đắc thiện, cái người thường thì cũng dễ đắc thiện, không có khó lắm. Nhưng mà đến người ghét, đến người thứ ba, đại tâm từ đến người ghét. Thiền sinh tiếp theo đại tâm từ đến một cái người mình ghét. Thì đầu tiên mình chọn một cái người mình ghét vừa vừa thôi, mình cầu mong cho người hiền thiện này thoát khỏi hiểm nguy. Nhưng mà lúc đấy cứ nghĩ đến cái người ghét là bắt đầu tâm sân nó sẽ khởi lên. Cho nên là phải nghĩ đến cái người ghét vừa vừa trước. Sau đó mình giải tâm từ, đắc thiền tâm từ rồi mới giải đến người ghét hơn một chút. Sau đó mới tìm đến, chọn đến người ghét hơn nữa. Cho đến khi người nào mình ghét nhất. Đấy, mình phải tập dần dần như vậy. Đến khi nào mình mà giải tâm từ được đến một cái người mà mình thù, mình ghét, mà mình có nhiều oan trái với cái người đấy nhất mà cũng đắc thiền, giải tâm từ đến kẻ thù của mình, thì lúc đấy mình sẽ là người thành công. Hết, không còn oán ghét với ai nữa. Bây giờ mình có bao nhiêu người ghét thì mình sẽ giải tâm từ được hết đến bằng cái người ghét. Nhưng mà có người nói là tôi chẳng ghét ai cả, từ lúc sinh ra đến giờ chẳng ghét ai. Có khi nào mình không ghét ai không? Có cái người nào mà không có người để ghét không? Người nào không đến người để ghét không? Thường thường là cứ dạy thiền cho các thiền sinh nữ mà đến đến giai đoạn này, cứ lúc ai cũng nói là con chẳng có ai ghét, con chẳng có ai ghét. Hầu như các thiền sinh nữ mà cứ hành đến cái giai đoạn này là thôi con bỏ qua cái này, mình còn chẳng ghét ai cả. Hình như người nữ không bao giờ biết sân hay sao, không có tâm sân, không bao giờ ghét ai luôn. Mà người nam thì nhiều lắm, người nam chẳng bao giờ cãi chửi nhau với ai, nhưng mà trong lòng rất là nhiều người thù, rất nhiều đối thủ. Nhưng mà cái người nữ hay cãi nhau khủng khiếp, mà đến lúc mà hành thiền, mà cứ đến cái giai đoạn này là không, con chẳng ghét ai, sao bác con phải hành thiền tâm từ với người ghét, không hiểu thế nào. Ở sao mà người nam hay đi đánh nhau, các cái cuộc chiến tranh toàn là đàn ông, đâu có thấy đàn bà. Nhưng mà đàn bà chỉ khẩu chiến. Nhưng mà cả những cái người nào mình ghét âm thầm ở trong tâm ấy, cũng là những cái người đáng ghét rồi. Những cái người mà mình đã từng ghét ở trong quá khứ, đó cũng là người ghét. Những người ghét ở hiện tại, hoặc có những người ghét ở tương lai. Cứ tìm những cái người nào đáng ghét, cả tâm từ đến họ là hết. Sau đó mới phá bỏ ranh giới. Sau khi đã giải tâm từ đến ba hạng người, người kính, người thường và người ghét xong, mình bắt đầu phá bỏ ranh giới ba người này. Phá bỏ ranh giới có nghĩa là bây giờ làm sao thì làm cho cái tâm từ của mình nó bình đẳng, ba người này như nhau, làm cho ba người này như nhau. Mình sẽ làm cho cái tình thương của mình nó không có phân biệt nữa. Người kính, người thường và người ghét, ba người này bằng nhau, có bằng nhau được không? Thường thường trong tâm mình sẽ đặt người kính lên trên, người thường ở giữa, người ghét dưới cùng. Thế nhưng mà bây giờ mình phải làm cho cái tâm của mình nó làm cái tâm của mình nó thuần phục, phá bỏ cái ranh giới này. Thiền sinh giải tâm từ cho mình một chút, cầu mong cho tôi thoát hiểm nguy, giải cho mình một phút thôi. Sau đó giải tâm từ đến người mình kính, cầu mong cho người này thoát khỏi hiểm nguy. Rồi giải tâm từ đến cái người mà người thường, cầu mong cho người này thoát hiểm nguy. Rồi giải tâm từ đến một người ghét, cầu mong cho người này thoát hiểm nguy. Cứ lần lượt như vậy, mình cứ làm bản thân mình một tí, rồi đến người kính, người thường, người ghét, rồi đến người kính, người thường, người ghét, người kính, người tình, người ghét. Mình cứ cho cái tâm nó chạy liên tục như vậy, hướng tâm đến người kính, cái nó hướng tâm đến người thường, hướng tâm đến người ghét. Cứ làm đi làm lại như vậy, cũng cùng một cái câu đấy, cầu mong cho người này thoát hiểm nguy. Thì lâu dần nó sẽ từ từ cái tâm mình nó sẽ phá bỏ được. Nó coi ba người này như nhau, người kính, người thường, người ghét như nhau. Và lúc đấy nó mới có cái tâm bình đẳng, nó không phân biệt. Đây là cái người, người này là phải ưu tiên, người này bình thường, người này hạ nhiệt thôi. Bắt đầu đấy là cái sự phá bỏ được cái ranh giới. Cái tâm từ nó phải phá bỏ được như vậy.
phá bỏ xong rồi thì nó mới mở rộng được. Thành xong người kính, người thường, người ghét rồi, tiếp theo lại đại tâm từ người kính, người thường, người ghét thứ hai, thứ ba, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, tám, chín, mười hết rồi. Thiền sinh làm đi làm lại nhiều lần cho đến khi tất cả những người kính, người thường, người ghét cùng hiện diện dưới ánh sáng của tâm từ là đã thực hành thành công. Cho đến khi nào cả ba cái hạng người này cùng xuất hiện, cái khuôn mặt của cả ba người này cùng xuất hiện dưới cái ánh sáng tâm linh của mình thì là lúc đấy đã phá bỏ thành công. Còn lúc đầu tiên nó cứ nghĩ đến người này, nó sẽ không nghĩ đến người kia. Đấy, nó phân biệt rõ ràng, đây là người kính, đây là người thường, người dưng, còn đây là người ghét. Cho nên nó nghĩ đến người kính, nó nghĩ đến người dưng, nó nghĩ người dưng, nó nghĩ người ghét. Nhưng đến làm đi làm lại thì lúc cả ba người này nó sẽ hiện diện ra dưới một cái tình thương của tâm từ, thì đấy là phá bỏ thành công. Lúc đấy là cái tâm nó trở thành bình đẳng rồi. Rồi bắt đầu mới đến mở rộng. Khi mà mình phá bỏ được ranh giới thì mới mở rộng được. Vì khi mà mình mở rộng ra, mình sẽ không còn phân biệt, không còn phân biệt đây là người kính, đây là người thường, đây là người ghét nữa. Mà khi mở rộng tâm từ ra thì mình chỉ, đây là chúng sinh, đây là chúng sinh, đây là những hữu tình, đây là những người đáng thương, đây là những cái người đáng thoát khỏi hiểm nguy, đây là những người đáng thoát khỏi khổ thân khổ tâm, đây là những người đáng được an vui hạnh phúc, mong cho mọi người này được an, mong cho những chúng sinh này được an vui hạnh phúc. Đấy là cái sự mở rộng tâm từ. Thì lúc đấy mình vừa mở rộng tâm từ ra, mình thấy bất cứ chúng sinh nào mình cũng cầu mong cho họ được an vui, cầu mong cho họ được thoát khỏi khổ đau, cầu mong cho họ được thoát khỏi những nỗi khổ về thân về tâm. Mở rộng thiền sinh sẽ mở rộng ra khắp 10 phương hướng theo 12 phạm trù từ gần đến xa khắp vũ trụ vô biên, mở rộng ánh sáng hướng đến một hướng đông, lấy một đám đông chúng sinh. Khi mà đã gọi là chúng sinh rồi, chúng sinh thì nó là làm sao để gọi là chúng sinh? Cứ những cái chúng, cái loài nào có sự sinh ra thì đấy là chúng sinh. Cứ sinh ra thì phải chết, chết rồi lại phải sinh tiếp, vậy thì đấy là chúng sinh. Tất cả chúng sinh có nghĩa là tất cả những cái loài còn phải sinh ra, đấy là chúng, là một cái quần chúng có sự sinh ra. Thì con người này phải có cái sự sinh ra này, chư thiên cũng phải sinh ra này, những loài súc sinh cũng có sự sinh ra này, những cái loài ngã quỷ ở dưới địa ngục tiếp đều có cái sự sinh ra hết. Người ta hóa sinh, thai sinh, thấp sinh, noãn sinh, tất cả được sinh ra bằng bốn cái cách thức. Có loài hóa sinh, có loài sinh ra từ thai, có loài sinh ra từ trứng, có loài sinh ra từ chỗ ẩm thấp, đều là chúng sinh hết. Và chúng sinh là tất cả những cái chúng nào mà có cái sự tái sinh, trừ những bậc A La Hán, Đức Phật là những bậc đã chấm dứt tái sinh rồi thì không phải là chúng sinh đâu. Còn những cái ai mà còn có cái sự tái sinh ở trong tương lai thì vẫn là chúng sinh. Đấy, thì mình mở rộng ra với tất cả chúng sinh để mình giải tâm từ, hướng tâm ra hướng đông. Tâm của mình cứ thấy chúng sinh nào thì mong cho họ thoát hiểm nguy, cứ thấy chúng sinh nào thì cũng mong cho họ thoát hiểm nguy. Thì nó mười phương hướng, hướng tâm về hướng đông, có bao thấy bao nhiêu chúng sinh thì cũng cầu mong cho họ thoát hiểm nguy hết, dù đó là người hay là chư thiên hay là súc sinh hay là ngã quỷ. Đó, mình cứ cái tâm định của mình nó cứ thấy chúng sinh nào mà cũng mong cho cái chúng sinh này thoát hiểm nguy hết. Rồi được hướng tâm sang hướng tây, hướng nam, hướng bắc, đông nam, tây bắc, đông bắc, tây nam, hướng trên, hướng dưới, đấy là 10 hướng, mở rộng nó ra. Gặp chúng sinh nào cũng mong cho thoát hiểm nguy, gặp chúng sinh nào cũng cầu mong cho nó được an vui hạnh phúc, không có phân biệt nữa. Thì đây là các cái phạm trù để mình giải. Lúc đầu tiên mình giải tâm từ bằng các phạm trù không nêu rõ là chung chung tất cả chúng sinh, cầu mong cho tất cả chúng sinh được thoát hiểm nguy, cầu mong cho tất cả chúng sinh thoát hiểm nguy, đông tây nam bắc, trên dưới bắc. Hoặc là có thể mình tác ý là cầu mong cho tất cả loài có hơi thở thoát hiểm nguy, cầu mong cho tất cả loài có hơi thở thoát hiểm nguy. Thì những cái loài nào mà có hơi thở, loài người có hơi thở nhá, chúng sinh có hơi thở nhá, chư thiên có hơi thở, thì trừ mỗi các cái vị ở các quán phạm thiên là không có hơi thở, chúng sinh là có hơi thở. Tất cả sinh vật to nhỏ lớn bé đều là sinh vật hết, cầu mong cho tất cả sinh vật thoát hiểm nguy, cầu mong cho tất cả sinh vật thoát hiểm nguy. Tất cả mọi loài mình giải tâm từ ra hướng đông tây nam bắc, mình thấy chim trên trời mình cầu mong cho cái
cho tất cả mọi loài tiếp vượt nghi, mình hướng tâm xuống cá dưới nước cũng cầu mong cho họ thoát hiểm nguy. Thấy người đi trên mặt đất cầu mong cho họ thoát hiểm nguy. Hướng tâm lên trời thấy chư thiên đang bay trên trời cầu mong cho họ thoát hiểm nguy. Hướng tâm xuống địa ngục thấy chúng sinh đang chịu khổ đau cũng cầu mong cho họ thoát hiểm nguy. Thế thì tất cả mọi loài là thế, không có loại trừ loài nào hết. Đấy là giải tâm từ đến tất cả mọi loài, tất cả cá thể. Tất cả cá thể thì ví dụ như mình thấy một người, một chúng sinh, một cá thể nào đấy, mình cầu mong cho cái cá thể này thoát hiểm nguy dưới cái ánh sáng của định. Cái người mà khi đắc thiền rồi thì cái tâm sáng rực rỡ, mình chiếu cái ánh sáng đấy ra, cái ánh sáng nó chạm đến một chúng sinh nào đó thì mình cầu mong cho cái chúng sinh này thoát hiểm nguy. Nếu cứ đi đến đâu cái chạm được vào chúng sinh nào thì mình cầu mong cho chúng sinh này thoát hiểm nguy. Thì đấy là tâm từ với mình giải với tất cả mọi loài. Sau đó thì mình có thể giải tâm từ đến những phạm chủ nêu rõ, đó là những chúng sinh có một cách rõ ràng, phân biệt chúng sinh một cách rõ ràng, tất cả lam nhân. Nuôi mình tác ý, bây giờ ta chỉ hướng tâm đến người nam thôi. Thì mình cứ giải tâm từ cầu mong cho tất cả những người nam thoát hiểm nguy. Khi mình tác ý ta chỉ thấy người nam thôi, thì cái tâm nó chỉ thấy mỗi người nam. Cái ánh sáng của định nó không giống như cái ánh sáng của mắt. Ví dụ mình mở mắt ra mình nhìn trong một cái đám người này mà mình nghĩ ta chỉ nhìn thấy người nam thôi. Bây giờ ta chỉ nhìn người nam chứ không nhìn người nữ thì mình có làm được không? Bây giờ mình ra đường mình nghĩ hôm nay ta ra đường ta chỉ nhìn người nam thôi, ta sẽ không nhìn người nữ. Nhưng mà cái hình ảnh của người nữ nó vẫn đập vào mắt. Còn là mà nghĩ là ta chỉ nhìn một người nữ không nhìn người nam, nhưng mà cái hình ảnh người nam nó vẫn đập vào mắt. Nhưng mà trong tâm nó lại khác. Trong tâm bây giờ mình chỉ cần tác ý, ta chỉ hướng tâm đến người nam thôi thì nó sẽ không hướng tâm đến người nữ. Và dưới cái ánh sáng của cái thiền định ấy, nó chỉ thấy mỗi chúng sinh nam, không thấy chúng sinh nữ. Đấy là với cái tâm nó có một cái khác như vậy. Mình có thể nó sẽ theo cái sự tác ý của mình. Còn khi mình hướng tâm đến người nữ mà mình tác ý ta chỉ thấy người nữ thôi thì nó sẽ không thấy người nam. Cái tâm nó chỉ có hướng đến người nữ. Mình sẽ thấy vô số chúng sinh toàn là người nữ. Mình hướng đến người nam thấy vô số chúng sinh là người nam. Và lúc đấy mình đang nghĩ tất cầu mong cho tất cả người nam thoát hiểm nguy, được thoát khổ thân, thoát khổ tâm, được an vui hạnh phúc. Sau đó mình cầu mong cho tất cả người nữ được thoát hiểm nguy, thoát khỏi khổ thân, thoát khỏi khổ tâm và được an vui hạnh phúc. Cầu mong cho tất cả các bậc thánh nhân, phàm nhân, chư thiên và nhân loại. Bây giờ cái người cầu mong cho tất cả các bậc thánh nhân thì có những bậc thánh nhân ở cõi người, có những bậc thánh nhân ở các cõi trời. Nếu cái người nào mà hướng tâm từ, mở rộng tâm từ được đến các cõi phạm thiên, các cái cõi tĩnh cư thiên thì ở cái cõi đấy toàn các bậc thánh nhân không? Thì đấy là cầu mong cho các bậc thánh nhân thoát hiểm nguy, lại tâm từ đến toàn các bậc thánh nhân. Thì cái người mà có tâm định, mình hướng tâm là mình chỉ tác ý, ta chỉ hướng tâm đến các bậc thánh nhân, thì cái tâm chỉ hướng đến các bậc thánh thôi. Tất cả phàm nhân là những bậc chưa đạt thánh, nên là phàm nhân. Tất cả chư thiên thì hướng tâm lên trên trời, mình tác ý là hướng tâm đến cõi trời tứ đại thiên vương, thì dưới ánh sáng của định nó sẽ thấy toàn các cái vị chư thiên ở cõi tứ thiên vương. Hướng tâm đến các vị ở cõi đao lợi thiên, hay là cõi dạng ma thiên, đô thiên, tuyên hóa điều thiên, ta hóa tự tại thiên, hay là các cái vị ở các cõi phạm thiên, thì mình sẽ hướng tâm đến các cái cõi chư thiên đấy, mình giải tâm từ. Hay là giải tâm từ đến tất cả nhân loại, mình quán chung chung đến tất cả chúng sinh ở khắp bốn châu thiên hạ. Với cái ánh sáng của tâm từ ấy, mình sẽ tác ý, ta sẽ giải tâm từ đến chúng sinh ở cõi Nam Thiệm Bộ Châu, ta đã giải tâm từ đến chúng sinh ở cõi Bắc Câu Lô Châu, ta sẽ giải tâm từ đến chúng sinh ở cõi Đông Thắng Thần Châu, ta sẽ giải tâm từ đến các chúng sinh ở cõi Tây Nghi Hóa Châu. Và cái lúc đấy dưới cái ánh sáng của định mình sẽ thấy có cái ngọn núi Tu Di ở trung tâm của vũ trụ, ở trung tâm của thế giới nó có một cái ngọn núi Tu Di, và cái loài người sống ở xung quanh bốn phương của cái núi Tu Di đấy, ví dụ như ở cái cõi người này gọi là cõi nam của núi Tu Di, gọi là Nam Thiệm Bộ Châu, còn đằng sau đó là cõi Bắc Câu Lô Châu, rồi là còn một cái cõi bên đằng tây là Tây Nghi Hóa Châu, còn đông là Đông Thắng Thần Châu. Với những cái cõi này thì cái mắt thường hay là cái đời thường mình không có thấy, nhưng mà dưới cái ánh sáng của định thì mình có thể giải tâm từ được, mình có thể thấy được những chúng sinh, các cái cõi nhân loại.
Hay là câu vừa là đại tâm từ đến chúng sinh ở các cõi cảnh giới thấp. Cảnh giới thấp, lúc đấy mình tác ý là ta sẽ đại tâm từ đến cái cõi thấp nhất, đó là cõi địa ngục. Cõi địa ngục thứ nhất, cái tầng, bắt đầu địa ngục chia ra thành từng tầng. Ví dụ tầng địa ngục thứ nhất, có những chúng sinh đang chịu những cái hình phạt đau khổ. Mình đại tâm từ đến chúng sinh đấy, rồi đến tầng địa ngục thứ hai, đến tầng địa ngục thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám. Có bao nhiêu tầng địa ngục? Có tất cả 8 tầng địa ngục, thì đến địa ngục thứ 8 là địa ngục A Tỳ. Thì mình sẽ đại tâm từ cho chúng sinh ở các tầng địa ngục đấy, được gọi là chúng sinh ở các cảnh giới thấp. Rồi là các cái loài ngã quỷ sống lang thang trên mặt đất, các cái loài súc sinh, thì đó là những chúng sinh ở các cảnh giới thấp. Thế là cái người đại tâm từ đến tất cả các cái chúng sinh, các hữu tình như vậy. Cho nên là cái tâm từ được gọi là cái tâm rộng lớn, vô nước, vô biên là vậy. Được gọi là được cho nên là mới gọi cái tâm từ từ bi hỷ xả, được gọi là cái pháp chú ở trong một cái pháp gọi là tâm từ quảng đại vô biên. Cái tâm từ được gọi là cái tâm rộng lớn là như vậy, nó không có bị giới hạn, cái tình thương nó không bị giới hạn. Còn cái tâm tình thương mà nó có cái tham ái thì nó có giới hạn, nó không có thương được những cái chúng sinh ở cái cõi khác. Nhưng mà tâm từ này nó thương khắp tất cả chúng sinh, sau đó mình mở rộng ra đến cả những cái chúng sinh ở các thế giới khác. Ở cái thế giới này thì nó có 31 cõi, cho là một tiểu thiên thế giới thì nó có 31.000 cõi, một trung thiên thế giới là có 31 triệu cõi, một đại thiên thế giới này có 31 tỷ cõi. Tâm từ là có thể mở rộng vô lượng vô biên là như thế. Và mục đích của hành thiền tâm từ này để làm gì? Mục đích hành thiền tâm từ này có đắc đạo, có thành Phật, có thể thành được bích chi Phật, có thể thành được các bậc A-la-hán không? Mình có an trú ở trong thiền tâm từ này một suốt một đời, mình cũng không giác ngộ, không đắc đạo, không thể nào chứng đắc được các đạo quả. Thiền tâm từ không phải là cái pháp thiền đi đến sự chứng ngộ đạo quả, nhưng mà nó có thể làm nền tảng để chứng ngộ đạo quả thôi, chứ bản chất của nó không đắc đạo, không thể nào chứng ngộ được. Vậy thì mục đích hành thiền tâm từ này để làm gì? Để đối trị tâm sân. Chỉ đơn giản là thiền tâm từ để đối trị tâm sân, để chế ngự tâm sân, để hóa giải tâm sân, để đạt đến trạng thái của tình thương vô giới hạn như Đức Phật dạy. Vị tỳ kheo với tâm câu hữu với từ quảng đại vô biên, không hận không sân. Thì cái tâm từ nó, người hành thiền tâm từ đấy là một người đang tạo công đức, tạo phước lành. Như Đức Phật nói rằng là nếu mà mình mà một có một chút hàng ngày, mình chỉ cần rải tâm từ thôi, trong một tích tắc rải tâm từ thôi, mỗi ngày mình dành một cái thời gian rất ngắn ngủi để rải tâm từ, thì cái công đức đấy là một cái công đức lớn vô lượng vô biên. Công đức đấy là một cái công đức rất là lớn, lớn hơn cả cái công đức của cái pháp bố thí, cái pháp các cái công đức khác không lớn bằng công đức của cái pháp hành thiền tâm từ. Và Đức Phật đã từng nói rằng có một cái đời kiếp mà Đức Phật còn làm Bồ Tát, ngài chỉ bỏ ra có 7 năm để tu cái hạnh từ tâm, và sau đó ngài đã hưởng cái công đức, cái thiện nghiệp của cái pháp từ tâm này, đó là bằng 7 thành kiếp và 7 hoại kiếp sinh về cõi Phạm Thiên. Tức là ngài sinh về cõi Phạm Thiên và sống 7 thành kiếp hoại kiếp rồi đấy. Mà ra chỉ có 7 năm tu luyện thôi mà 7 thành kiếp hoại kiếp, tức là 7 lần sinh diệt của cái quả địa cầu, 7 lần sinh diệt của trái đất này, trái đất sinh diệt tới 7 lần. Mà cái công đức, cái công năng, cái phước báo nó trổ nâu như vậy, nó dài như vậy, nó bất tận như vậy. Cái công đức của những người hành thiền tâm từ rất là lớn là như vậy. Bởi vì cái mình đại tâm từ được đến những cái chúng sinh vô lượng vô biên, không có giới hạn, những chúng sinh rất là rộng lớn, thì có những cái chúng tình thương vô tận như vậy, cho nên là tạo ra được cái phước báo rất là lớn. Hỏi rằng với một cái người quý kính mình không có tâm sân, với người bình thường mình cũng không có tâm sân, tại sao mình phải đại tâm từ? Cái người mình tôn trọng, mình cung kính, mình có sân với người ta không?
mình có cái tâm sân hận không? Mình không, mình đã là bậc cung kính mà đã là cái bậc mình tôn trọng cung kính rồi thì người đấy mình không có sân hận. À, với một cái người bình thường người ta chẳng gây sự chẳng khúc mắc gì với mình chẳng sân hận, thế tại sao mình phải đại tâm từ đến hai người này? Có cần thiết không? Cần thiết phải đại tâm từ đến cái hai cái người mà mình cung kính và người mình bình dửng dưng không? Người quý trọng quá thì dễ trở thành tham ái. Ví dụ mình quý ai quá, mình đây là thầy của tôi, đây là người thân của tôi, lúc nào mình lo lắng, mình lo lắng là lúc nào mình gặp ai mình hỏi thăm, mấy cái ông thầy của tôi có khỏe không, cái ông ấy của tôi, cái người đấy, cái vị đấy của tôi có khỏe không, cái người thân đấy của tôi có được an vui không, có được bình yên không. Nhưng mà nếu như người ta nói là cái vị đấy chết rồi thì lúc đấy mình sao? Mình đau đớn khổ sở vật vã khóc than, ôi trời ơi, người mình quý kính như vậy mà cái người đó chết rồi, thì lúc đấy nó trở thành tâm gì? Nó trở thành tâm tham ái và chấp thủ. Người kính trọng quá, mình quý kính quá thì nó sẽ trở thành tham ái. Người bình thường quá thì nó trở thành vô cảm. Cái người dửng dưng ấy, người ta chẳng thân chẳng thù với mình thì có khi mình vô cảm, mình chẳng quan tâm, lạnh lùng. Người ta sống chết mặc bay không có quan trọng gì hết, không thèm để tâm đến người đó luôn. Nó đây là hai cái trạng thái tâm này, nó đều là cái tâm từ là tâm tốt nhưng mà nó lại thành không tốt. Mình có cái tình thương thì tốt nhưng mà tham ái thì lại không tốt. Mình có cái tâm bình thường, không yêu không ghét thì tốt, nhưng mà lạnh lùng vô cảm thì nó lại là không tốt. Vì vậy phải đại tâm từ để vượt qua hai cái tâm này. Đại tâm từ đến người cung kính với cái người đáng kính, để mình vượt qua cái trạng thái dính mắc, cái trạng thái tham ái dính mắc. Đại tâm từ với cái người mình vô cảm, để mình với cái người bình thường, để mình vượt qua cái trạng thái vô cảm, để vượt qua các cái tâm đấy. Với cái người thù ghét thì vừa nghĩ đến mình đã khởi lên tâm sân rồi, thì làm sao để phát triển được từ tâm? Với cái người bây giờ tự nhiên bắt mình phải thương cái người mình ghét, mình có thương nó? Rồi bắt mình phải ghét cái người mình thương, với lại cho mình thương cái người mình ghét, thì mình sẽ chọn cái gì? Chọn gì trong hai cái đấy? Bây giờ phải ghét cái người mình thương này, thương cái người ghét này. Chọn một trong hai, chọn gì? Chọn gì dễ hơn? Ghét người thương dễ hơn hay thương người ghét dễ hơn? Phải chọn cái thương người ghét thôi. Tự nhiên sao đi ghét người thương rồi? Thì bây giờ là trong cái thiền tâm từ Đức Phật dạy, mình đang thương cái người ghét này. Bây giờ nếu mà cái người đó mà ghét quá, thậm chí mà có cái người mà người ta ghét quá, mà cái người mà hành thiền đến hướng tâm đến cái người ghét ấy, tự nhiên mà rớt thiền luôn, không nhập được vào định luôn. Bởi vì có những cái oán nặng thù sâu, lúc ấy bắt đầu nó khởi lên. Ví dụ những cái người đấy, người ta đã từng làm hại mình quá nhiều, xúc phạm mình quá nhiều, làm khổ đau mình quá nhiều, oan trái với mình quá nhiều. Bây giờ bắt mình phải có từ tâm với cái người đấy, phải thương cái người đấy với một cái tình thương thật sự. Bởi vì cái hành thiền tâm từ nó phải khởi lên cái tâm thật sự chứ không đối trá được. Chứ bây giờ trên lời nói thì mình không thương, mình nói mình thương thì được. Tôi thương lắm nhưng mà trong bụng tôi rất là ghét. Mồm mình thì có thể nói được nhưng mà hành thiền mình không nói dối được. Cái tâm bắt buộc mình phải khởi lên cái tâm, cái tình thương thật thì nó mới đang thiền. Chứ mình không, mình cứ tác ý là cầu mong cho người này thoát hiểm nguy, nhưng mà trong lòng mình cứ mong cho họ chết sớm, mong cho họ đau khổ, mong cho họ tàn tạ, thì nó không đắc thiền mà nó rớt ra khỏi thiền luôn. Mà cái lúc đấy mình phải, thế thì nó bắt buộc mình phải thương thật, phải khởi lên cái tâm mong muốn thật thì nó mới đắc thiền. Không mong muốn thật nó không vào thiền, nó không nhập được thiền. Vì vậy cho nên là nó sẽ rất là khổ tâm với cái người mà phải hành thiền, với cái người mà mình ghét. Các cái người nào càng nhiều kẻ thù thì cái lúc này mình hành thiền tâm từ càng gặp khó khăn. Thế thì lúc đấy mình phải tác ý, mình phải tác ý để hóa giải tâm sân, phải có cái cách tác ý này.
mình ta nghĩ rằng là sân làm gì, người sân thì xấu xí. Vậy thì bây giờ mình sân với cái người đó thì mình sẽ xấu trước. Mình xấu trước bởi vì khi mà mình sân thì cái mặt nó nhăn nhó, cái tâm mà nó rầu rĩ, nó buồn phiền, nó tức tối, bực bội, thì nó sẽ thể hiện ra cái nét mặt cau có, nhăn nhó, hung dữ, ghê rợn. Đấy, thì sân nó sẽ làm cho mình xấu. Bây giờ mình muốn đẹp thì mình đừng có sân. Càng sân thì càng xấu, càng chóng già, càng nhiều vết nhăn. Người sân thì ngủ không ngon giấc, thì người sân thường hay căng thẳng, trong tâm nó hay căng thẳng, bất an, lo lắng, lo nghĩ, lo trả thù, báo thù, bực tức, khó chịu, cho nên là ngủ nó không ngon giấc. Người sân thì không gặp may mắn, người sân không có ai muốn ủng hộ và giúp đỡ, không ai muốn ủng hộ giúp đỡ người sân, cho nên người sân không có gặp được những điều may mắn. Mình ta ý như vậy để mình sợ đừng khởi đến tâm sân. Người sân thì không có tài sản, người sân thì dễ phá hoại tiêu tan sự nghiệp. Thì khi mà mình sân lên thì mình tức bực, mình chán đời. Người sân là đi vào tiêu cực, đi vào chán đời. Thậm chí mà sân lên thì đập phá, sân lên thì làm thì ít phá là nhiều. Mình sẽ tiêu tan sự nghiệp, mình làm những cái việc mang tính tiêu cực phá hoại, thì mình sẽ tiêu tan hết tài sản, thậm chí mình châm lửa đốt nhà phá hết tài sản luôn. Người sân thì không có danh xưng, thì khi sân hành thử thô lỗ nên là không có ai ca ngợi người đó, người sân không được cái tiếng tốt. Người sân không có bạn bè, vì khi sân thì mình hay gây sự, mình gây sự thì những người khác người ta tránh xa, người ta không dám đến gần nữa, không dám đến gần những người sân, đến là sợ hay no để cãi nhau, chửi nhau, đánh nhau, nên là người sân là hay cô đơn. Người sân khi chết tái sinh vào cõi khổ, thì khi sân là mình đang tạo ác nghiệp. Mặc dù mình chưa đánh ai, chưa chửi ai, nhưng mà mình chỉ khởi lên cái tâm sân này. Mà đến lúc mà mình chết trong cái lúc mình đang khởi đến tâm sân, mình đọa thẳng vào địa ngục luôn. Bây giờ mình chỉ khởi đến tâm sân với người khác, nhưng mà bất ưng lúc đấy mình lên cái cơn gì đó mình chết. Mình chết với cái tâm sân đấy là mình rơi thẳng vào cái cõi. Nếu mà nặng rơi vào địa ngục, nếu mà nó nhẹ thì nó cũng rơi vào làm súc sinh. Mà làm súc sinh với cái tâm sân là nó hay sinh vào cái loài hổ, báo, sư tử, rắn, chăn, cái loài mà có độc hại, hung dữ. Thế là kết quả của tâm sân. Mà sân là sinh lại làm người thì cái người đấy rất là xấu xí. Người nào mà xấu mà cái người đấy mà có sinh làm các cái vị thiên thần cũng thiên thần rất là xấu, quỷ thần giống như là các cái quỷ sứ, độc châu mặt ngựa. Thế là cái người sân nó vậy, sân nó làm cho xấu xí như vậy, cho nên là tốt nhất là đừng có sân. Người sân sẽ làm cho kẻ thù thỏa mãn, vì khi sân hận mình gặp toàn những điều tai hại nên khiến cho kẻ thù nó thích thú. Vì vậy cho nên là mình mà khởi lên cái tâm sân, mình muốn làm hại người khác nhưng mà thực ra đang làm hại chính mình. Mình muốn làm hại cái người mà mình ghét kia nhưng mà thực ra mình là đang giúp cho cái người ghét đó, người ta được thỏa mãn, vì khi sân lên mình gặp toàn những điều thất bại. Tác ý như vậy thì mình sẽ sợ tâm sân và mình sẽ không khởi đến tâm sân nữa. Nhưng nếu tác ý như vậy mà tâm sân nó vẫn không nắng xuống, nó vẫn khởi lên, thì lúc đấy mình phải tác ý là bỏ qua những tính xấu của người đó. Bắt đầu mình nghĩ là người này là người tốt, người này là người tốt mà, đừng có nghĩ người ta xấu. Bây giờ là tại sao mình lại nghĩ, mình lại giận người kia, thì mình nghĩ người kia là người xấu, người kia là cái người độc ác, người kia là người bất thiện. Mình nghĩ họ xấu thì mình mới sân. Giờ biết người nào có hay sân hay không thì nghe người ta nói, nhưng mà người ta có hay nói xấu người khác không? Cái người mà càng hay nói xấu người khác là người đấy sân. Sân là hay để ý đến cái xấu của người khác, càng để ý đến cái xấu của người khác thì càng sân, mà càng sân thì lại càng hay nói xấu. Vậy thì cái người nào mà muốn hết tâm sân ấy, thì phải hay đi khen ngợi cái tốt của người khác. Cái người nào mà ngồi đông, vui cái người để tốt lắm nhá, người ta có cái tính tốt này, có cái đức hạnh này, có cái điểm tốt kia, thì cái người đấy là người có tâm từ. Người có tâm từ là hay để ý vào cái tốt của người khác. Ví dụ ở trên đời không có ai là chỉ có thuần xấu, mà không ai thuần tốt, mà trên đời ai người ta cũng có cả tốt cả xấu. Nhưng mà dưới cái con mắt của người sân, người ta không để quan tâm đến cái tốt,
người ta chỉ quan tâm đến cái xấu. Nên với cái con mắt của người có tâm từ, người ta không quan tâm đến cái xấu, không quan tâm đến cái nỗi nầm, người ta chỉ quan tâm đến cái tốt của người đấy thôi. Nên cái người có tâm từ phải quan sát cái người này có gì tốt, thì lúc nào người ta cũng mỉm cười với cái ánh mắt từ ái, ồ cái người này đáng yêu, đáng quý quá. Còn với cái người có tâm sân ấy, thì người ta lúc nào cũng chăm soi với cái ánh mắt gọi là nó rất là mạnh lùng, và nó soi mói cho người này có xấu xa, người này còn có những cái hành động lời nói, cái suy nghĩ bất thiện, thì tùy theo cái mà quan sát đấy nó sẽ khởi lên các cái tâm khác nhau. Vậy thì bây giờ mình để ý xem cái người này, cái người này có cả tốt cả xấu, người này có những cái hành động, người này có những cái hành động tốt nhưng mà có những cái lời nói xấu, có những cái việc làm tốt có lợi cho mọi người nhưng mà người đó lại có cái tật là hay nói xấu, hay nói những cái điều xấu. Thì bây giờ mình bỏ qua những cái lời nói đi, chỉ nhớ đến hành động người ta thôi, chỉ nhớ đến những cái điều mà người ta làm đấy, thì nó sẽ khởi lên tâm từ và tâm sân, nó không khởi lên. Nếu một cái người đáng ghét mà có cái thân hành xấu, thân thì hay làm việc xấu nhưng không có giữ gìn oai nghi, làm những việc bất thiện, nhưng lại có những cái lời nói rất là dễ nghe, có cái lễ độ ở trong ngôn ngữ. Có những cái người, người ta làm hay làm việc xấu nhưng người ta rất là khéo nói, người ta có cái mồm miệng để người ta đỡ chân tay, người ta hay lợi dụng người khác, thì lúc đấy mình đừng có bận tâm đến cái tính xấu ở cái lời nói mà mình ở cái ấy đó, mình chỉ để ý đến cái tính tốt ở ngôn ngữ, mình quên cái tính xấu ở cái uy nghi đi. Có thể người này thân hành thì không tốt nhưng mà được cái ngôn ngữ ăn nói dễ nghe, có lễ độ, chào hỏi đúng phép lịch sự, thì lúc đấy mình chỉ để ý đến cái lễ độ, cái lịch sự của người đó, cái lời nói của người đó, quên cái việc làm của người đó đi, thì lúc đấy cái tâm sân hận với người đó sẽ không khởi lên. Một cái người đáng ghét kia mà có thân hành xấu, có khẩu hành xấu hay nói xấu nhưng lại có ý nghĩ tốt. Nhưng mà bây giờ mình có biết được người nào có cái tâm tốt không? Người này thì thân thì thô lỗ, lời nói thì cũng hay nói những cái thô thiển lỗ mang, nhưng mà được cái tâm tốt, tâm tốt lắm. Người đấy chỉ nói vậy thôi, người ta khẩu xà tâm Phật mà. Nói thì hung dữ nhưng mà tâm rất là hiền thiện, cánh nết thì hung dữ, khẩu xà tâm Phật tính chương phi. Thì lúc này mình để ý đến cái tính của người ta, cái tính nó sẽ bộc lộ ra bên ngoài. Người này khi nói chuyện với người khác thì rất là lỗ mãn, nhưng mà khi mà đến trước cửa Phật người ta lại rất là cung kính lễ bái, người ta kính trọng, biết lễ bái Phật, biết cung kính Phật, cung kính những bậc đáng kính, kính những bậc trưởng thượng, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư tăng, có lắng tai nghe diệu pháp, tinh tấn hành thiền. Chỉ còn có những cái ưu điểm này là biết là người này có tâm tốt, người này là khẩu xá tâm Phật. Còn cái người nào mà nói năng thì hung dữ, xong là lại vô lỗ, vô lễ, bất kính, lỗ mãng, không có ai để cung kính, không có ai để tôn trọng, không có cái thiện pháp nào, có vị đó sống mà không có nhiếp mình trong một cái thiện pháp nào, thì cái người đấy là cái người có thân khẩu ý đều xấu xa. Mà cái người mà thân khẩu ý xấu xa rồi mình để ý vào cái gì của người ta? Nếu mà có cái tâm tốt thì bỏ qua thân hành, bỏ qua khẩu hành và bỏ qua ý hành đến vị đó, thì sân hận nó sẽ không khởi lên nữa. Còn nếu bây giờ cái người đó mà thấy người ta này, có cái người này cả thân cả khẩu cả ý cái gì cũng xấu xa, thì mình làm sao? Thì thương họ bằng cách nào? Thương thân. Thế lúc đấy mình người ta ý là cái người này sau khi chết chắc là phải đọa vào địa ngục, hoặc làm ngã quỷ, hoặc làm súc sinh đây, cho nên là tội nghiệp họ quá, tội nghiệp họ quá. Thì lúc đấy cũng mình của tôi bỏ qua cái nỗi lầm của họ đi, mình thương cho họ, vậy là nó cũng khởi lên tâm từ. Một người đáng ghét vì có cả thân hành, khẩu hành và ý hành bất thiện thì hãy khởi lòng thương, vì người đó chẳng bao lâu nữa sẽ tái sinh vào địa ngục. Những nỗi thống khổ cùng cực, suy nghĩ như vậy thì tâm sân hận sẽ không khởi lên, không khởi lên nữa. Thôi cái người này làm ác tôi cứ để cho họ đó, sau này bây giờ mình nói không nghe dạy không được, thì sau này xuống quỷ sứ ở dưới địa ngục nó sẽ dạy được. Vậy mình cũng không việc gì phải sân hận cả, không việc gì phải hiềm thù cả, không việc gì phải báo ác oán cả.
cứ mặc kệ rồi sau này người ta sẽ chịu cái luật nhân quả. Bây giờ mình có gây sự với người ta thì mình cũng sẽ bằng người ta, mình cứ mặc kệ người ta thì sau này người ta sẽ đi xuống, còn cái người không sân thì lên, còn hai người cùng sân thì sẽ kéo nhau xuống. Bây giờ mình sân là cả sau này cả hai, cả mình và người cùng rơi vào địa ngục hết, cái tâm sân nó sẽ nôi xuống. Cho nên là không khởi lên tâm sân. Tác ý như vậy thì tâm sân có khởi lên được không? Hết chưa? Hết sân chưa? Nếu tác ý như vậy mà sân hận nó vẫn khởi lên, nó vẫn khởi lên, thì lúc đấy mình phải chế ngự chính mình. Chế ngự bằng cách này, sân hận này sẽ hủy hoại tâm thanh tịnh của mình, vì thế hãy từ bỏ sân hận. Mình phải tác ý từ bỏ, chế ngự nó. Mình phải sân hận này sẽ phá hủy mọi công đức đã gây tạo, vì thế hãy từ bỏ sân hận. Bây giờ bao nhiêu cái công nào mới có được, mình mới tạo nên được, gây dựng nên được cái công đức. Ví dụ bây giờ từ trước đến giờ mọi người mình có một cái tiếng tốt, đó là ai cũng khen mình, người đấy hiền lắm, cái người đấy nhân từ lắm, người đấy đức hạnh lắm. Thế mà bây giờ có một cái người đấy nó khiêu khích mình ra, mình đánh nhau với nó một cái thì mai mọi người ta sẽ nghĩ là sao? Sẽ nghĩ rằng là cái người này là cái người sân hận hung dữ độc ác. Thì ngày xưa mình có một cái cô này, cô là một cái bà chủ, và cô sống rất là hiền lành, rất là từ tâm từ ái, rất là thương tưởng mọi người, và cái tiếng tốt cô đồn xa khắp mọi nơi. Tiếng tốt được đồn xa đi đâu và người ta cũng nói là đó, cái cô đấy là một cái cô chủ rất là hiền thục, rất là nhu thuận, rất là từ ái, rất là bác ái, có cái lòng thương người rất là bao la rộng lớn. Và cái tiếng tốt càng ngày nó càng đồn xa, mà cô này cô cũng rất là hoan hỷ tự mãn. Thế rồi một hôm có cái đứa đầy tớ mà để ta sẽ thử xem cô này có nhân từ thật không, có từ ái thật không. Thử bằng cái cách là hôm sau nó ngủ dậy muộn, không dậy sớm nữa. Thế là cô chủ bảo sao nay em dậy muộn, và thưa cô chủ có gì đâu. Thế là hôm sau lại ngủ, là hôm nay ta lại thử nữa, và nó lại dậy muộn. Thế là cô chủ lại hỏi này, sao hôm nay ngươi lại dậy muộn, và thưa cô chủ có gì đâu, và hôm nay ngươi dậy muộn này, bắt đầu cáu rồi này. Thế nên hôm sau ta sẽ thử một ngày nữa, nó lại dậy muộn nữa. Thế là hôm sau cô chủ này chịu không được nữa, lấy cái sen cửa đập cho nó một cái, vỡ toang đầu, chảy máu. Nó mới ôm cái đầu chảy máu toe toét, nó đi khắp làng, nó rêu ràm. Đấy, bà chủ hiền thục đây, hãy đến mà xem, bà chủ nhân từ, bà chủ bác ái đây, bà chủ đánh tôi thế này đây. Thế thì cái tâm từ nó thế, nó chế ngự ở một cái mức độ nào đấy, đến một cái lúc nào mà cái tâm từ nó không mạnh. Cái tâm từ nó có mức độ, có cái người thì có cái tâm từ mạnh, có cái người thì có cái tâm từ ở cái mức trung bình, có cái người thì có cái tâm từ rất là mạnh. Có thể là có mình gặp một cái nghịch cảnh thì lúc đấy mình mới biết. Khi mà mình bình thường thế này, có những người trong một cái thời gian dài mình không có gặp một cái chướng ngại nào, không ai khiêu khích mình, không ai đụng chạm đến mình, không có ai chèn ép mình, không có ai đến nói xấu mình hay là khiêu khích gì hết ấy. Thì mình cứ nghĩ là ôi sao thời gian này mình cảm thấy cái tâm của mình nó dịu mát thật, hay là mình có một cái tâm từ cũng tốt rồi, chắc là dạo này mình tu tập đi chùa nhiều cho nên là cái tâm của mình giờ nó mát mẻ, nó hoan hỉ thế này đây. Bởi vì là mình lúc đấy nó chưa gặp cái ngoại cảnh, nhưng mà đến lúc là nó gặp cái ngoại cảnh, có một cái người nào đấy nó khiêu khích, thì lúc đấy mình mới biết cái tâm từ của mình nó ở cái mức độ như thế nào. Có một cái mình phải gặp một cái chuyện nó tương tự như cái cô chủ này đấy, có cái người nó đến nó gây sự như vậy, thì mình mới biết được là mình có tâm từ thật hay không, cái tâm sân của mình nó có mạnh hay là yếu. Nên là có những cái người thì bảo bây giờ có cái người mà lớn hơn mình mắng mình thì mình sẽ kham nhẫn đó, bởi vì người ta lớn hơn mà, giống như cha mẹ quát mắng mấy đứa con thì mình phải im lặng, có khi mình bị chửi oan mình cũng không dám cãi lại. Hoặc là có những người bây giờ ai mà ngang hàng với mình mà mắng mình thì mình sẽ kham nhẫn. Nhưng mà bây giờ có những cái đứa nào nó bé hơn mình mà nó mắng mình có chịu không? Thì lúc đấy mình phải tẩn nó một trận. Thì cái lúc đấy mới chứng tỏ được mình có tâm từ hay không.
Có thể là do mình biết là ô cái người kia người ta lớn hơn, người ta mạnh hơn, người ta khỏe hơn. Bây giờ mình mà cự lại biết đâu mình lại thiệt thòi, mình bị ăn đòn. Còn cái người này nó yếu hơn mình mà nó thúc đoạn mình có thể đánh cho một trận. Thì cái lúc đấy là cái mà là thử cái tâm từ ở mình ở cái mức độ nào. Nhưng mà có những người mà có cái tâm sân người ta mạnh, dù cái người có mạnh hơn đụng đến người ta cũng sân, người mà ngang bằng đụng đến người ta cũng sân, người mà yếu hơn đụng đến người ta cũng sân. Còn cái người mà có cái sân trung bình ấy, thì thôi cái người lớn hơn thì nhường, nhưng mà người ngang ngang thì cự lại tí, nhưng mà người nhỏ hơn là mình phải xử lại. Còn những người mà có cái tâm từ mạnh hơn nữa thì ai cũng được, bình thường tâm từ như đất. Lúc đấy coi mình như đất ấy. Ai cái gì nó cũng trà đạp lên, nó dẫm đạp lên cũng được. Có cái tâm nhẫn, tham nhẫn như đất, tham nhẫn như nước. Nước thì bao nhiêu những cái xấu xa bẩn thỉu ô uế nó đều đem đến nước, nó rửa thanh tịnh hết. Nước chấp nhận hết, nước không từ chối một cái gì hết. Tâm từ mà tham nhẫn nó giống như lửa. Lửa thì đốt cháy hết, phân bỏ vào lửa cũng đốt hết, rác bỏ vào lửa cũng đốt hết, vàng bỏ vào lửa thì lửa cũng đốt, lửa bình đẳng hết. Thì tâm từ nó như nó phải có cái kham nhẫn như vậy thì nó mới có được cái tâm từ mạnh. Chứ cái tâm từ mà không có sự kham nhẫn thì nó sẽ không mạnh. Vậy tâm từ nó phải đi kèm với kham nhẫn. Kham nhẫn mạnh thì tâm từ mạnh, mà kham nhẫn yếu thì tâm từ sẽ yếu. Sân hận là hạn chính mình nên từ bỏ sân hận. Sân hận sẽ khiến cho người khác thù ghét lại, khiến cho oan trái chất chồng nên từ bỏ sân hận. Mọi thứ chỉ là vô thường, chuyện mâu thuẫn đã qua rồi thì hãy bỏ nó đi. Vì thế từ bỏ sân hận, chiến thắng cái lòng sân hận còn hơn chiến thắng hàng vạn quân địch. Vì vậy hãy chiến thắng sân hận. Đấy là những cái cách tác ý, những cái cách mà mình nhắc nhở mình phải khống chế cái tâm sân hận lại thì tâm sân hận nó sẽ bớt. Thế này thì nó đã hết rồi không? Hết chưa? Tác ý như vậy thì hết tâm sân chưa? Nếu mà tác ý như vậy mà tâm sân nó vẫn khởi lên thì lúc đấy mà tác ý đến nghiệp. Lúc đấy mà tác ý đến nghiệp và quả của nghiệp. Ta sân hận là ta đang tạo nghiệp. Ta sẽ là chủ nhân của nghiệp sân này. Ta là thừa tự của nghiệp sân này. Nghiệp sân này sẽ là thai tạng, sẽ là quyến thuộc đi theo ta từ kiếp này sang kiếp khác. Sân hận là chủ nhân của nghiệp này. Bây giờ mình sân, đấy là do mình khởi lên chứ chẳng ai bắt mình, chẳng ai ép mà mày phải sân, mày phải sân đi. Mày không được hiền như thế mày phải sân, không ai ép mà đấy là tự mình khởi lên thôi, tự mình sân lên đấy. Cho nên mình là chủ nhân, mình có quyền lựa chọn sân hoặc vô sân. Thì mình thích sân thì sân, mình thích vô sân thì sân, không ai ép đâu. Thì đấy là mình là chủ nhân của cái nghiệp sân, thừa tự. Sau này mình sẽ hái quả, giống như là sân là đang gieo nhân. Và sau này vào địa ngục cái đấy là hại quả. Và sau này mình có cái hình dung xấu xí thì đấy là quả của sân. Và sau này mình sinh làm rắn thì đấy là quả của sân. Vì người sân sẽ thừa tự cái nghiệp của sân. Sân là thai tạng. Thân, bây giờ mình khởi lên tâm sân nhưng nó chưa trổ quả đâu. Nhưng mà mình đã gieo rắc cái tâm này rồi. Giống như là một cái người đang có chửa đấy. Thế nào nó cũng sẽ sinh ra cái quả thai tạng là vậy. Thai tạng mỗi một khi mình khởi lên cái tâm sân là mình đang tích lũy một cái thai nhi của cái tâm sân đấy, nên sau này mình sẽ trổ ra một cái quả báo. Thì cái tâm sân càng nhiều thì mình càng có nhiều bào thai, mà bào thai sân hận thì sau này nó sẽ trổ ra thành những đứa con cực kỳ hung dữ và xấu xí. Thì sau này mình sẽ trổ xuống địa ngục, mình sẽ trổ làm quỷ sứ, mình sẽ trổ làm súc sinh đấy. Đấy là sân là thai tạng đấy. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc. Quyến thuộc bởi vì nó sẽ đi với mình mãi mãi. Cái tâm sân mình khởi lên mà nó sẽ đi với mình mãi mãi. Chứ bây giờ cái người thân của mình đến lúc chết là họ sẽ đi đường của họ. Nhưng mà những cái tâm thức của mình nó sẽ đi theo mình mãi. Bây giờ những cái tâm, một cái tâm mình khởi lên một cái tâm sân oán hận ai đấy, là cái tâm sân đấy nó sẽ là cái nghiệp nó đi với mình. Mình chết mình sẽ đi với nó. Nên nó là quyến thuộc, đi từ kiếp này sang kiếp khác, từ đời này sang đời khác. Còn mấy cái người thân của mình thì họ không, chưa chắc kiếp sau họ đã đi với mình đâu. Họ chưa chắc họ đã đồng hành với mình. Có thể kiếp sau sẽ chia tay mỗi người đi mỗi nơi. Nhưng mà cái tâm thức của mình thì nó không có chia tay mình đâu. Nó sẽ đi với mình mãi mãi.
Vì vậy cho nên những cái nghiệp sân này sẽ là thai tạng, sẽ là quyến thuộc của mình. Vì vậy cho nên là mình đừng có tạo những cái nghiệp liên quan đến sân. Nghiệp sân này sẽ không dẫn đến giác ngộ. Bây giờ mình tạo nghiệp sân thì được cái gì? Nghiệp sân có thành Phật đâu. Nghiệp sân này không được quả thanh văn, nghiệp sân này không thể chứng được quả A-la-hán, nghiệp sân này không thể sinh thiên giới, nghiệp sân này không thể sinh làm người tốt đẹp. Nếu như mình có sinh lại làm người mà mình có nhiều cái nghiệp sân này thì mình cũng là một cái người xấu xí, hung dữ. Mình nghiệp sân này thì không thể sinh thiên để hưởng phước, cũng không thể đạo chứng đắc được đạo quả. Vậy thì mình tạo nghiệp sân để làm gì? Tác ý như vậy thì nghiệp sân nó sẽ hết. Trái lại, nếu cái nghiệp sân này sẽ dẫn đến đọa lạc, dẫn đến bất hạnh, dẫn đến cõi đau khổ ở trong địa ngục, hay vị súc sinh Atuna, là người xấu xí bằng cùng hạ tiện. Nhưng mà có người bảo là bây giờ tôi sống, tôi làm nhiều việc phước lắm, tôi bố thí, tôi cung kính, tôi cúng dường, nhưng mà mỗi tội cái tính sân tôi không bỏ được thôi. Vậy thì chết thì tôi sẽ đi về đâu? Tôi làm rất là nhiều việc phước như vậy, xây chùa, tô tượng, đúc chuông này, tôi bố thí cho người nghèo, tôi làm rất là nhiều công đức, nhưng mà tôi chỉ có một cái tánh sân, chẳng có cái gì khác. Vậy bây giờ không biết là sau này tôi sẽ được cái gì? Thì cái người đấy sẽ sinh về đâu? Người sinh làm Atuna, Atuna thiên, sinh lên cõi thiên nhưng mà làm các cái loài quỷ sứ Atuna sân hận đánh nhau, thì đấy được gọi là chư thiên Atuna. Hoặc là làm người thì rất là xấu xí, sân hận cũng giống như kẻ tay cầm cục than đỏ để đánh người. Người chưa đau thì tay mình đã cháy rồi, thì mình khởi lên tâm sân, mình muốn giết người kia, nó chưa chết mình đã thấy trong tâm của mình đã ăn không ngon ngủ không yên. Sân giống như người cầm cục phân ném người, người khác chưa bẩn mà tay mình đã dơ. Cho nên là khi nó khởi đến tâm sân cảm thấy ghê. Vì vậy hãy trừ sân hận để tránh tạo cái bất thiện, tránh cái quả báo bất hạnh về sau. Tác ý như vậy còn sân nữa không? Hết sân chưa? Hết chưa? Chưa. Rồi lại tác ý đến người kia đang sân hận với mình. Người kia sân hận là họ tạo nghiệp, họ sẽ là chủ nhân của nghiệp, họ là thừa tự của nghiệp, họ là thai tạng, họ là quyến thuộc của nghiệp. Nghiệp sân ấy không dẫn họ đến giác ngộ, không dẫn họ đến chứng quả, không thể dẫn họ đến thiên giới. Và nghiệp sân ấy khiến cho họ không thể trở thành người tốt đẹp được. Trái lại, cái nghiệp sân ấy sẽ khiến cho cái người đó đọa vào địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, Atuna, mà làm người hạ tiện. Người sân hận với ta giống như kẻ ngược gió tung bụi, chính họ sẽ dính bụi. Người họ mà có sân với mình thì họ ném bụi vào, nên trước ngược gió thì họ bay lại, họ chịu bụi với mình đâu có việc gì. Hoặc họ giống như người nhổ bọt lên trời rồi rơi cái nước bọt rơi xuống mặt họ. Vì vậy ta hãy rút trừ sân hận để tránh tạo nghiệp bất thiện, tránh quả bất hạnh về sau. Tác ý như vậy thì hết sân chưa? Tác ý như vậy mà sân nó vẫn khởi lên. Đến như vậy, nếu ta nghĩ như vậy tân nó vẫn khởi lên, thì lúc đấy bắt đầu tưởng nhớ đến đức tính đặc biệt của Đức Phật. Mình lúc đấy ta nghĩ là trong các cái chuyện bổn sinh, khi Đức Phật là một vị vua, mà có một cái vị vua ở nước khác đến nó xâm lược, ngài không cần cho quân đội chống nạn, ngài ngồi nguyên ở trong cung ấy. Và lúc đấy có rất là nhiều các cái vị tướng sĩ rất là dũng mãnh, và quân đội cũng rất là mạnh mẽ, và mọi người nói rằng hãy để chúng tôi ra giết giặc. Nhưng mà vị vua bảo không, tất cả mọi người cứ ngồi nguyên, cứ ngồi nguyên. Ta không sợ, không hận, không sân. Ta sẽ chiến thắng kẻ địch bằng tâm từ, cứ ngồi nguyên đấy. Và lúc đấy là khi mà kẻ địch nó đến, nó bắt tất cả vua và 1.000 vị tướng quân, nó đem ra nghĩa địa chôn sống, chôn cho đến ngang cổ ấy, để đấy mà thôi đi về đêm để cho các cái loài chó sói nó đến nó ăn thịt. Thì lúc đấy thì đến đêm xuống thì loài chó sói ra, cái vị vua này bảo tất cả mọi người na ầm đi, chó sói nó chạy. Nó chạy trong một lúc sau rồi nó thấy không thấy người đuổi theo, nó lại quay lại. Lúc này nó quen rồi, nó thấy là mấy người này không làm gì được, chỉ có na thôi, nhưng mà không có đụng đậy gì được, cái nó cứ tiến đến. Nó tiến đến thì có con chó sói đầu đàn nó đến cái chỗ vị vua này, nó định nó cắn. Thì cái vị vua này bị giả vờ bị chết, cho nên nó ngửi ngửi một cái, xong là vị nó cắn vào cổ nó một cái. Cắn vào cổ nó, con chó sói nó bị cắn thì nó hú ầm lên, rồi những con kia sợ quá chạy. Thì con sói này nó cứ chạy xung quanh một lúc sau nó tung đất này,
nó tung đất lên thì vị vua này bị cái đất nó nỏng ra này, bị thả con chó nó chạy ra, rồi vị đó mới bung lên được, vị đó lên được, vị đó mới đào đất cho tất cả những cái vị khác lên. Nên thì lúc đấy thì có con quỷ Dạ Xoa nó đến cái nghĩa điện ăn xác, thì là cái vị vua này mới nhờ nó hãy đem ta vào trong cung. Vị đó nhờ con Dạ Xoa đưa vào trong cung, thì cái vị vua mà xâm lược kia này đang ngủ ngon ở trên cái giường của ngài, trên cái ngai vàng, nên là cái vị này mới cầm cây kiếm bằng vàng chọc thẳng vào cổ và tỉnh dậy ngay. Nên là cái vị vua kia mở mắt ra mà ôi sao ngài vào được đây, nên là vị đó mới rút cái bỏ cái gươm xuống, ta vào đây để kết bạn với ngươi thôi, không đánh nhau làm gì hết. Thế là bắt đầu hai vị này mới kết bạn với nhau, nên là vị vua kia bắt đầu rút quân về nước, gọi là hai nước giao hảo, thế là trả lại tự do. Thì đấy là từ cái tâm sân hận mà tránh được một cái trận chiến tranh. Thế là một cái câu chuyện mà khi mà Đức Phật lúc đấy còn là một vị vua trong một cái tiền thân, ngài không cần sân, ngài vẫn có thể chiến thắng, đó là cái lòng từ, có cái sức mạnh của nó. Còn vào rất nhiều những cái câu chuyện khác, như là có những lần thì làm những cái vị sa môn tu khổ hạnh, tu cái pháp nhẫn nhục, rồi là bị một cái ông vua khác, ông canh đi, ông đến, ông chặt chân, chặt tay, nhưng mà ngài vẫn không khởi lên tâm sân. Trong mà cái ông vua này, ông hỏi là thế bây giờ có sân chưa? Có hận thù tao, ta chặt chân, chặt tay ngươi rồi, ngươi có hận thù tao, mà ta không sân, ta không hận thù. Thế mà có cái bằng chứng gì để nói là ngươi không hận thù? Thế là lúc đấy cái vị tu khổ hạnh này, nếu thật sự ta không có khởi lên một niệm sân nào, thì bây giờ ta sẽ bình phục lại như cũ. Thì khi mà ngài phát nguyện như vậy thì ngài bình phục lại. Thì đấy là cái năng lực của cái lời phát nguyện chân thật làm cho ngài bình phục lại. Cái lòng từ của ngài đã đến một cái mức tối thượng như vậy. Sinh làm súc sinh cũng thế, có những lúc mà ngài bị tu khổ hạnh, ngài sinh làm cái loài rồng Naga, rồi ngài lên trên nhân gian ngài tu. Hay là có những lúc mình làm voi chúa Chanda, bị người thợ săn đâm thấu xương mà ngài không sân, mà ngươi đâm ta làm gì, mà ta đâm ngươi để ta lấy cái bộ ngà đưa về cho hoàng hậu, thế là mà thôi mọi người hay đưa cưa đây, ta dùng vòi ta cắt. Lúc đấy con voi dùng vòi cắt đứt cái ngà đưa cho người thợ săn, không khởi đến một tâm sân là như vậy được chết. Trong những lúc ngài làm long vương cũng vậy, nên nhân gian mà bị những đứa trẻ nó bắt nó xỏ mũi, xong là nó dắt đi, nó bắt làm trò chơi. Mà lúc đấy mà long rồng thì có một cái lọc độc rất là mạnh, nói ngài chỉ cần hà hơi một cái là bọn trẻ chết hết, nhưng mà ngài không làm như vậy. Người ta không khởi lên tâm sân, nhiếp phục tâm sân, không nhìn những cái đứa nó đang hại mình, và ngài cứ chịu cái hình phạt như vậy cho đến khi mà có người khác đến giải cứu. Thì ngài không hận không sân với cả những cái kẻ thù đang trực tiếp làm hại mình, cũng chỉ cái người mình khởi lên như vậy để mình bắt chước. Tác ý đến cái hạnh nhẫn nhục của Đức Thế Tôn trong quá trình như vậy mà sân hận nó vẫn khởi lên thì là làm sao? Thì lúc đấy lại phải tác ý đến cái dòng sinh tử vô tận. Trong dòng sinh tử vô tận, trong cái vòng luân hồi này, hầu như không có tìm thấy ai chưa từng là cha mẹ và anh chị em của ta. Đức Phật dạy như thế, khó có thể tìm thấy ai chưa từng là cha ta, khó có thể tìm thấy ai chưa từng là mẹ ta, khó có thể tìm thấy ai chưa từng là thân bằng quyến thuộc của ta. Ừ, trong cái dòng luân hồi này, cái nhân duyên với nhau nó rất là lớn như vậy. Vậy thì bây giờ cái người mình sân hận kia, trước kia người ta cũng là cha mình, người ta cũng là mẹ mình, sinh thành ra mình, nuôi lớn mình, vẫn có những cái ân đức với nhau, tại sao bây giờ lại hận nhau, tại sao bây giờ lại muốn sát hại nhau? Khi mình khởi lên như vậy, mình coi tất cả mọi người đều là cha mẹ mình, mà là cha mẹ thì có ai dám sân hận đâu. Vậy là nó sẽ không hết sân hận, nó sẽ không khởi lên. Hay như vậy thì hết sân chưa? Sân còn khởi lên được nữa. Nếu tác ý như vậy mà tâm sân nó vẫn khởi lên, nó vẫn khởi lên, thì lúc đấy lại tác ý, lại dùng trí tuệ để quán chiếu. Quán chiếu là thân ta và thân người chỉ là 32 uế trược, tóc nông móng răng ra. Thì bây giờ ta sân là ta sân với cái gì? Ta sân với cái tóc của người đấy, hay là với nông, hay với móng, hay với răng, hay với da, thịt gân xương tủy thận tim gan lá nách phổi ruột màng này,
Bây giờ mình chia chẻ ra, cái thân của cái người đấy chỉ có 32 cái thân phần này. Bây giờ mình, nếu bây giờ mình chia chẻ mổ xẻ ra thì mình sân với cái gì đây? Sân với gì? Mình sân với tóc của họ à? Ông nhổ cho cái tóc này. Đây sân đi, trả thù đi. Bên nông móng răng ra hay là nhổ thì cái bảo nhổ cho cái răng đấy trả thù đi. Khi mà chia sẻ mổ chẻ hết cái người thành 32 thân phần rồi, mình thấy ô mình chả sân với ai cả. Tại sao từ trước đến giờ mình sân với cái gì nhỉ? Hoặc là bây giờ mình tác ý là ta và cái người kia chỉ là tứ đại đất nước lửa gió. Đất nước lửa gió thì bây giờ mình tác ý ta sân với đất này, hay sân với nước hay sân với lửa hay sân với gió nhỉ? Thế vô lý quá, lúc này mình tác ý ổn, cái tâm sân thật là vô lý. Người ta chỉ là đất nước lửa gió thôi mà, trong cái thân thể người ta chỉ là đất nước lửa gió, tại sao mình lại sân với người ta? Thế thì chính cái tâm sân của mình là vô lý quá, nên lúc đấy tự nhiên là cái tâm sân nó biến mất. Hoặc là bắt đầu tác ý đến năm uẩn, thân ta và thân người kia là sắc thọ tưởng hành thức năm uẩn. Thế bây giờ mình sân với sắc hay sân với thọ hay sân với tưởng hay sân với hành hay sân với thức, thì lúc đấy mình sẽ thấy cái tâm sân thật là vô lý. Sắc tức thị không, có gì đâu mà phải sân. Thọ tưởng hành thức cũng như thế, nó cũng không, nó cũng toàn là giả tạm vô thường, có gì đâu mà phải sân hận chứ. Thì lúc đấy mình quán như vậy thì tâm sân nó không còn chỗ đứng nữa. Chỉ có người ngu mới sân, người có trí hiểu rõ bản chất rồi thì còn gì sân hận nữa. Vậy người nào có trí tuệ thì sân hận không có cơ hội mà khởi lên được. Vậy thì chỉ có người ngu thì mới sân, người trí sẽ không sân. Vậy cái người nào phát triển được trí tuệ, người đó sẽ hết sân. Người nào mà còn sân là người đó còn ngu. Để hết sân chưa? Hết rồi ha, thôi khỏi sân nữa nhá. Từ nay để ý xem còn ai sân nữa không. Mặc dù đã tác ý như vậy mà sân hận nó vẫn khởi lên. Cái sân nó khó chịu không? Đã tác ý đến như thế rồi, cạn hết nơi rồi nó còn khởi lên nữa. Thì hãy cố gắng tặng đến một cái người đáng ghét đó một món quà. Bây giờ tác ý đủ các cách rồi, làm đủ mọi kiểu rồi mà không thể diệt được tâm sân, thì phải cố gắng tặng cho họ một cái gì đó, một cái món quà nào thật có giá trị, thật là ý nghĩa, mà cái người đó nó rất là quý. Tặng cho người đó một món quà. Khi tặng món quà thì hiềm hận trong mình và trong người kia đều lắng xuống. Bây giờ có ai người ta cho mình mà mình ghét người đó? Có khi kể cả mình, có khi là đang ghét nhau mà người ta cho một cái hết luôn, hết ghét luôn. Cho nên là chẳng may bây giờ ấy, chẳng may bây giờ mình đi đâu đây, có gặp tai nạn gì đấy mà cái người kia người ta đến, người ta đền bù một cái hết, không có hận thù gì nữa. Ví dụ đi ra đường chẳng may bị tung xe một cái, đền cho mấy trăm triệu nhé. Thế là người thân thôi, vô tư vui vẻ luôn. Đấy là cái tâm sân. Bây giờ nó có một món quà là nó sẽ hóa giải được tâm sân hết. Có khi cả những cái tâm sân trong kiếp trước mà bây giờ mình nhận được món quà nó cũng tan hết, tiêu tan hết nhá. Bây giờ cái cách gì? Pháp bố thí sẽ hóa giải được hiểm hận nhanh nhất và hiệu quả nhất. Đấy, vậy thì cái người nào mà hay bố thí là người đấy sẽ là cái người có tâm từ nhất. Đấy, mà cái người mà đã có tâm từ thì cái người đấy sẽ hay bố thí. Người mà bây giờ đi làm việc bố thí mà không, tôi ở nhà tôi hành thiền tâm từ thương chúng sinh. Và giữa bây giờ cái hành thiền tâm từ với lại cái bố thí thì nó làm sao? Cái bố thí nó sẽ hỗ trợ cho thiền tâm từ, mà thiền tâm từ nó sẽ làm cho người đó tăng trưởng cái sự bố thí. Cái người nào có tâm từ thì sẽ thích bố thí, mà cái người nào thường xuyên bố thí thì người đấy sẽ có cái tâm từ rất mạnh. Đấy, vậy thì người nào để biết được người này có từ tâm hay không thì biết được người đó có hay cho quà người khác hay không. Người nào tôi chẳng bao giờ cho ai nhưng mà tôi quý mọi người lắm. Cái người đấy là cái tâm từ đấy là yếu, không có thật, không mạnh. Còn cái người nào mà tôi cái gì tôi cũng cho mà tôi chẳng quý ai thì có thật không? Không có quý là mình sẽ không cho, mình đã cho là mình quý. Cái người nào mà hay bố thí là người đó có tâm từ, người nào có tâm từ thì người đó cũng ưa bố thí. Vậy cho nên là cái người ta đi bố thí, người ta bảo đây là cái tinh thần từ bi bác ái của đạo Phật. Đó là thương người như thể thương thân, ná nành đùm ná rách. Vì vậy cho nên là hôm nay chúng tôi đến đây để làm cái việc bố thí. Đấy cũng là một cái tinh thần, đốt đấy nó cũng là một cái thể hiện một cái tấm lòng từ bi thật. Mình đi làm từ thiện bố thí nó cũng là một cái tấm lòng từ bi. Nhưng mà mình chỉ có biết làm việc bố thí mà không biết tu tập tâm từ thì tâm từ nó cũng không mạnh, nó vẫn không mạnh nhé. Bây giờ mình cái người bố thí người ta vẫn sân, sao cái người này hay bố thí
thường xuyên đi làm từ thiện bố thí mà tại sao người ta lại hay sân thế nhỉ? Động đến cái là sân. Bởi vì người đó không hành thiền tâm từ. Vậy thì cái người nào bố thí phải kết hợp với hành thiền tâm từ thì cái từ tâm đấy nó mạnh thì nó mới diệt được tâm sân. Còn cái người hành thiền tâm từ mà kết hợp với bố thí nữa thì cái tâm từ nó lại càng mạnh. Vậy thì hai cái này nó sẽ kết hợp với nhau, nó sẽ hỗ trợ cho nhau. Người nào mà bố thí nhiều thì dành thiền tâm từ rất là dễ. Thực hành thiền tâm từ thì được những lợi ích gì? Lợi ích của pháp hành thiền tâm từ này có 11 lợi ích khi hành thiền tâm từ, đó là ngủ ngon, ngủ trong an ổn vì tâm lý thanh thản, không lo âu buồn phiền. Người hành thiền tâm từ vậy khi ngủ rất là ngon vì không buồn phiền lo âu, thì thức trong an ổn vì không lo lắng, không đề phòng hay không tranh chấp với ai, không có bon chen, không cạnh tranh với ai, cho nên là người đó khi ngủ thì ngủ ngon, cũng an ổn mà thức cũng an ổn, không có ác mộng. Những tư tưởng ác mộng hay người hay mơ là cái sự lo sợ nó tạo ra ác mộng. Vì không lo sợ cho nên không ác mộng. Những người nào càng lo sợ càng có nhiều ác mộng. Những người nào càng có tội lỗi thì người đó càng nhiều lo sợ, càng nhiều lo sợ thì người đó càng ác mộng. Cho nên là cái người mà không có tội lỗi thì người ta thản nhiên, ăn ngon ngủ ngon, không có ác mộng, được mọi người yêu mến. Vì mình yêu mến mọi người nên mọi người yêu mến mình. Tại sao mà cái người kia được nhiều người yêu mến thế nhỉ? Tại sao? Bởi vì cái người đấy yêu mến mọi người, cho nên là người ta được nhiều người yêu mến. Tại sao chẳng ai yêu mến mình nhỉ? Tại vì mình chẳng yêu ai. Vấn đề là thế thôi. Bây giờ mình muốn nhiều người yêu thì mình hãy yêu nhiều người. Mình ghét nhiều người thì nhiều người sẽ ghét lại mình. Người có từ tâm thì yêu mến tất cả chúng sinh, cho nên tất cả chúng sinh sẽ yêu mến người đó. Được chư thiên yêu mến, chư thiên cảm nhận được tâm từ nên yêu mến những người có tâm từ. Chư thiên người ta thấy người ta có cái năng lực tâm rất là mạnh, người ta biết được tâm người sân này, tâm người này tham này, tâm người này có từ này. Cho nên là cái từ trường của cái tâm từ nên sẽ làm cho chư thiên rất là hoan hỉ, người ta sẽ yêu mến những người có tâm từ. Được chư thiên hộ trì, chư thiên thường hộ trì cho những người có tâm thiện này, không hận không sân. Những người mà sân hận thì chư thiên người ta lánh xa, người ta cho quỷ sứ đến gần. Những người mà có tâm sân thì chiêu cảm quỷ sứ nhiều, còn người có tâm từ thì chiêu cảm chư thiên nhiều. Nên là chư thiên sẽ hộ trì người có tâm từ. Nửa khí giới chất độc không làm hại đến thân, tâm từ mạnh thì có thể bảo vệ được mình khỏi những nguy hiểm. Thế là cái năng lượng của tâm từ mà của cái người mà có cái tâm từ cực mạnh thì chế ngự được cả những cái nguy hiểm. Như khi trước mà trong thời Đức Phật có rất nhiều câu chuyện mà có những cái người mà người ta hành thiền tâm từ mà hóa giải được cả những cái oan trái, những cái người khác muốn làm hại mình không hại được. Trước kia có một cái ông có một cái bà hoàng hậu này, bà là đệ tử của Đức Phật, và khi mà đến gặp Đức Phật thì Đức Phật cũng dạy cho bà hành thiền tâm từ. Vì mà sống bên ông vua mà, biết là sống bên vua thì cũng chẳng khác gì sống bên rắn độc, lúc nào ông vui thì ông để, lúc nào ông hận lên cái nào ông có thể cắn chết. Cho nên là bà phải lấy ông vua, bà cũng làm đối tượng hành thiền tâm từ rất là nhiều, hàng ngày hàng giờ bà vẫn luôn dạy tâm từ đến với ông vua. Thế là đến một hôm mà có một cái bà hoàng hậu, bà vợ của ông vua khác, hoàng hậu khác, bà xúi là cái cô này cô ấy đang có cái ý phản, làm phản muốn hại vua. Vua này cũng nghe lời, hãy đem nó ra đây ta bắn chết nó đi. Thế nó đưa cái bà hoàng hậu mà có từ tâm đấy ra, định dương cung lên bắn, thì bà hoàng hậu này bà thì ngồi bà nhiếp tâm ở trong cái tâm từ, bà đài tâm từ cho ông vua. Tự nhiên ông vua bùn rùn chân tay, không thể dương được cây cung lên, không thể nào thả được cung đâu, mà cũng không thể nào thả được xuống. Giơ cây cung lên một cái đứng khự người lại, người cứng là như gỗ như đá, bắn buông tay ra không buông được, buông xuống không buông được. Em bảo tại sao ngươi có cái năng lực gì mà làm cho ta cứng đờ người ra thế này? Và trên này bà hoàng hậu, đây là năng lực của từ tâm, Đức Thế Tôn đã dạy. Đức Thế Tôn đã dạy cho tôi cái cách có từ tâm, có thể chế ngự được cái ác của người khác. Thế nào ông vua này xin sám hối, xin sám hối, xin tha cho ta. Thì lúc đấy ông mới hạ được cái cây cung xuống. Thì cũng có một cái cô tín nữ, cái cô này khi mà cô ấy là đệ tử Đức Phật, cô chứng được sơ quả dự ni, và Đức Phật cũng dạy cho cô hành trình tâm từ.
Đến khi mà cô này cô ấy muốn thỉnh Đức Phật và Chư Tăng đến để cúng dường chai xăng trong 7 ngày. Thì hàng ngày cô ấy xuống bếp, cô ấy vào bếp thì cô ấy nấu ăn thì mồ hôi nhã nhụi. Thì lúc đấy có một cái cô, có một cái cô là tình nhân của cái ông chồng này. À, cô ấy đến, cô sinh cái lòng ganh tị, cô định là hủy hoại cái nhan sắc của cái cô này. Thế là cô ấy tiến vào trong bếp, cô lấy một cái muỗng dầu, một cái chảo dầu đang sôi trùng trục, và cái mục đích cô là dội lên người cô này để cho cô bị bỏng. Nhưng mà cái lúc này cái cô này cô biết là người kia đang đến hại mình, cô khởi tâm từ, cô đứng nguyên, cô chỉ lại tâm từ đến người đấy. Và khi mà cái cô này cô dội dầu lên trên người thì cái dầu sôi nó trượt đi, như nước trượt khỏi lá sen. Và cái lúc đấy là cái năng lực của tâm từ nó bảo vệ, nó bảo vệ cho cái cô này thoát khỏi cái nguy hiểm. Vì vậy cho nên là có nói năng lực của tâm từ làm cho khí giới chất độc không làm hại. Và vậy cho nên là có những cái người đại tâm từ mạnh thì những cái loài độc hại như là những cái loài bò sát, côn trùng, rắn rết nó không có làm hại, nó không có cắn chết. Nên là thời Đức có một vị tỳ kheo, thời Đức Phật có vị tỳ kheo đang trẻ củi bị con rắn nó cắn chết. Thì lúc ấy Đức Phật bảo tại cái vị tỳ kheo này không có hành thiền tâm từ. Nếu vị này hành thiền tâm từ hôm nay đã không bị con rắn này cắn chết. Bởi vì vị đó không có từ tâm, nên khi mà vị đó động đến cái cây củi mục ấy, nó có con rắn, thì cái lúc đấy cái tâm của vị đó là hoảng hốt, ghê sợ, hoặc là vị đó có cái tâm ác, nhìn thấy con rắn thì cũng muốn hại nó. Thì cái hai cái tâm sân nó gặp nhau, cho nên là con rắn nó khùng nên nó cắn chết vị đó. Nhưng mà nếu lúc đấy vị đó có tâm từ thì vị đó thản nhiên, và vị đó sẽ rất là nhẹ nhàng, cái tay nó rất là nhẹ nhàng, và cái con rắn ấy nó sẽ không có khởi lên cái nó không có phản kháng lại và nó không cắn chết. Đức Phật mới dạy là vậy thì các vị tỳ kheo hai ngày nào cũng phải hành thiền tâm từ, còn những ai chưa đắc thiền tâm từ thì phải tụng kinh tâm từ, tụng kinh từ tâm. Cho nên là ngày nào trong cái thời khóa tụng kinh buổi sáng buổi chiều đều có cái bài tụng kinh giải tâm từ, bài hồi hướng chư phước, bài cuối cùng gọi là lại từ tâm sape sapta sape vanya sape puta sape puvanya. Thì tức là vị đó có đại tâm từ đến tất cả mọi loài, tất cả mọi chúng sinh, tất cả hữu tình, và đại tâm từ đến có một cái bài kinh là chỉ có đại tâm từ đến loài rắn. Ví dụ những cái người nào mà sống ở trong rừng, sống ở những cái nơi rậm rạp nó có nhiều rắn rết ấy, thì phải tụng những cái bài kinh đại tâm từ đến loài rắn. Để chẳng may cái người mà hành thiền tâm từ hay là có cái tờ từ tâm ấy, mình chẳng may mình có dẫn vào con rắn nó không cắn chết. Đấy, nên là cái năng lực của thiền tâm từ nó bảo vệ cho mình thoát khỏi những nguy hiểm. Cái lợi ích nữa là tâm dễ đắc định, vì sân là triển cái chướng ngại cho định nên đã được đè nén, thì cái người đấy sẽ tu tập các cái pháp định khác rất là dễ dàng. Lợi ích của thiền tâm từ nữa là nét mặt khinh an, người có từ tâm sẽ biểu hiện ra cái nét mặt rất là phúc hậu, dễ thương, dễ mến. Người có từ tâm thì khi mạng chung tâm không đối loạn, người có từ tâm không có biểu hiện sợ hãi vì những nghiệp cho quả trong cẩn tự là những thiện nghiệp. Có từ tâm thì đến lúc mình chết là cái toàn những cái thiện nghiệp nó chủ quả, mình sẽ thấy toàn những cái cảnh lành. Còn những người mà có ác tâm khi chết nó hay sinh ra cảnh ác. Ví dụ những cái người có ác khi chết mình sẽ thấy những cái oan trái, như là thấy những cái quỷ sứ nó đến nó đòi mạng, hay là chó sói cho những nó hiện ra. Cái người này hay la ó sợ hãi. Người có từ tâm thì không có thể, mình thấy toàn các thiên thần hiện ra để rước mình đi, cho nên là mình không có sợ hãi, tâm không đối loạn. Nếu chưa đắc được niết bàn ở đời này thì sẽ sinh về cõi phạm thiên. Một người đắc thiền tâm từ nếu chưa chứng quả a la hán thì thiện nghiệp tâm từ đó sẽ cho kết quả là vị đó sinh về cõi phạm thiên. Đó là 11 lợi ích của cái pháp thực hành thiền tâm từ quảng đại vô biên không hận không chân. Đấy, từ là một trong 4 vô lượng tâm. Từ vô lượng tâm là tâm từ nó vô lượng vô biên như vậy, và nó sẽ diệt trừ được cái tâm sân hận như vậy. Vì vậy đây là cái lợi ích của cái người thực hành thiền tâm từ. Chúc cho mọi người từ bỏ hết sân, chỉ còn lại tâm từ vô lượng vô biên. Hồi hướng chữ phước. Itame punyam asawa khazam vaham hocho. Itame punyam
Nibbana sa. Pachayo. Hotu. Mama punya bhagam. Sabbasatana. Pachemi. Tesabe. Etamam. Punya bhagam. Napandu.